Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 37. Anh và tôi nếu thật sự đánh một trận, thì chỉ có thể nói là ngang tay nhau, chưa biết được là ai thắng ai thua. Thạch Cửu Thiên trầm giọng nói đi, anh đang có ý đồ gì? Ha ha, không ngờ Thạch Thiếu gia lại coi trọng tôi đến thế, cũng được, nói với anh cũng không sao. Tây Môn Hổ Tiếu cười nói, lúc nãy anh nói không sai. Chúng ta có thể đánh ngang tay nhau, nhưng chính bởi vì như thế, tôi mới bỏ cuộc trận đấu này. Tôi không muốn liều mình sống chết với Thạch Thiếu gia, lưỡng bại câu thương, như vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Tây Môn Hổ Tiếu nói tiếp, thay vì như vậy, chẳng thà tôi bỏ trận đấu này, chủ động đi vào khu dự bị. Trong nửa đầu của vòng đầu tiên, các thiên tài thực sự ở mỗi bảng đấu sẽ bộc lộ ra hết tài năng của mình, đến nửa vòng sau. Tất cả những người còn lại tôi đều có thể dễ dàng giải quyết rồi. Tây Môn Hổ Tiếu cười nham hiểm nói, đến lúc đó, tôi không cần tốn nhiều công sức mà cũng đã lấy được một vé vào vòng thứ hai. Thạch Thiếu gia, nếu như có cơ hội, chúng ta sau đó lại đấu với nhau cũng không muộn, ha ha ha. Tây Môn Hổ Tiếu thoải mái cười to. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở nơi đó lập tức phản ứng lại. Hay nha! Tây Môn Hổ Tiếu đúng là thông minh mà. Đúng là như vậy, thay vì hai bên đều bị tổn hại, chỉ bằng giữ sức lại, dù sao ngoài vị trí đứng đầu mỗi bảng ra thì còn có 8 cái vé vớt để vào vòng 2 nữa mà. Biết tiến biết lùi, Tây Môn Hổ Tiếu này không đơn giản nha. Chấm chấm chấm. Hừ. Thạch Cửu Thiên không cam lòng, lạnh lùng chăm chú nhìn Tây Môn Hổ Tiếu, trầm giọng nói, Tây Môn Hổ Tiếu. Anh là sợ tôi giết chết anh ở trên lôi đài chứ gì? Thạch Thiếu gia thật biết nói đùa, giữa chúng ta không thù không oán, cứ coi như là đấu với nhau thật đi thì cũng chỉ là thi đấu thôi mà. Tây Môn Hổ Tiếu nói. Không thù không oán sao? Thạch Cửu Thiên híp hai mắt lại, lạnh lùng cười nói, Tây Môn Hổ Tiếu, anh thật biết cách quên đó. Thạch Thiếu gia, sao lại nói như vậy? Tây Môn Hổ Tiếu nghi hoặc nói. Ha ha, tối hôm qua. Chuyện anh sai người đến ám sát tôi, lẽ nào bây giờ đã quên rồi sao? Thạch Cửu Thiên nói thẳng ra hết. Oa! Lời này vừa nói ra, thì hiện trường sôi trào lên. Cái gì, Tây Môn Hổ Tiếu thế mà phái người đi ám sát Thạch Cửu Thiên sao? Không thể nào, Thạch Cửu Thiên là cháu ruột của Sơn chủ núi Thái Sơn, Tây Môn Hổ Tiếu cho dù không đánh lại thì cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn vậy chứ. Tây Môn Hổ Tiếu và Thạch Cửu Thiên bị phân vào cùng một bảng, chỉ cần Thạch Cửu Thiên chết rồi thì Tây Nguyên Hổ Tiếu chính là thành công tấn cấp, anh ta có động cơ nha. Nghe anh phân tích như vậy, thì dường như có khả năng này thật. Lúc này, ở phía trên cao, Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, lạnh giọng nói, Tây Môn Phong Vân, chuyện gì đây, ông phải giải thích cho tôi đấy. Người đàn ông trung niên này lại chính là lão tổ tông của gia tộc Tây Môn Phong Vân. Mặc dù nhìn ông ta như chỉ mới 40, 50 tuổi, nhưng trên thực tế, ông ấy thật sự là lão quái vật đã sống 2, 300 năm rồi. Ông ấy mặc một bộ trường bào màu xanh, trên người không có chút chân khí chuyển động nào, trông giống như một người bình thường vậy. Nhưng tất cả mọi người ở đó, cho dù là cao thủ như cấp bậc của Thạch Hạo Hãn đều không dám coi thường ông ấy. Ha ha, anh Thạch, chuyện này ắt hẳn là có hiểu lầm rồi, Hổ Tiếu nhà chúng tôi, không phải là loại tiểu nhân bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích đâu. Đối mặt với sự chất vấn của Thạch Hạo Hãn, Tây Môn Phong Vân cười đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy như ngọn gió xuân thổi qua. Hừ, Thạch Hạo Hãn trầm giọng nói, ý của ông là, cháu trai của tôi vu oan cho Tây Môn Hổ Tiếu sao? Lẽ nào không phải sao? Tây Môn Phong Vân không sợ chút nào, nhìn thẳng vào mắt của Thạch Hạo Hãn, khẽ cười nói, anh Thạch, nếu có chứng cứ, thì lấy ra đây, nếu như không có thì đừng nhiều lời. Về phần hành động vụ oan Hổ Tiếu của Thạch Thiếu gia, thôi bỏ đi, ắt hẳn Thạch Thiếu gia đang nổi nóng, nên mới làm ra mấy chuyện trái với lệ thường như vậy, có thể thông cảm được, gia tộc Tây Môn chúng tôi, từ trước đến nay luôn đối xử khoan dung với mọi người, vậy nên cũng không so đo với Thạch Thiếu gia nữa. Tây Môn Phong Vân rộng lượng cười nói. Hừ, cứ để ông nói như vậy, ngược lại là Thái Sơn của tôi không đúng rồi sao? Thạch Hạo Hãn thẹn quá hóa giận, toàn thân tỏa ra uy thế khủng bố,
giống như muốn ra tay đòi lại công bằng cho Thạch Cửu Thiên vậy. Đối mặt với chuyện này, Tây Môn Phong Vân ngồi nghiêm chỉnh, trên người ông ta vẫn không mảy may có sự chuyển động sức mạnh nào, tĩnh lặng như nước chảy mây trôi vậy. Anh Thạch, chớ kích động. Lúc này, môn chủ Vương Trùng Vân của Thiên Cơn Môn hòa giải, cười nói, đại hội võ thuật vẫn đang diễn ra, người của các đại tông phái ở giới luyện võ đều đang ở đây, đừng để người ta có chuyện cười để xem. Chuyện của lớp nhỏ, thì để lớp nhỏ giải quyết là được rồi, chúng ta không cần thiết phải nhúng tay vào. Vương Trùng Vân cười nói, hừ, chuyện này còn chưa giải quyết xong thì Thái Sơn tôi cũng không ngậm bồ hòn mà bỏ qua đâu, sau đại hội võ thuật, chúng tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Thạch Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi uy hiếp nói. Tây Môn Phong Vân lại không hề để ý, chỉ thoáng nở nụ cười. Từ đầu đến cuối, nét mặt của ông ta chưa từng thay đổi, giống như không có chuyện gì có thể khiến ông ta thay đổi được sắc mặt. Lại nói về chuyện ở trên lôi đài. Thạch Cửu Thiên ở ngay tại chỗ nói ra chuyện mình bị ám sát, đồng thời còn nghi ngờ là do Tây Môn Hổ Tiếu làm ra. Thạch thiếu gia, chuyện anh bị ám sát liên quan gì đến tôi chứ, không bằng không cớ, vì sao anh cứ nhận định là tôi sai người giết anh? Tây Môn Hổ Tiếu bất mãn, nhíu mày nói. Gia tộc Tây Môn các anh, không một ai tốt cả, tôi không nghi ngờ anh thì nghi ngờ ai hả? Thạch Cửu Thiên không kiêng kỵ gì nói. Anh! Tây Môn Hổ Tiếu nghe Thạch Cửu Thiên mắng chửi gia tộc Tây Môn, lập tức không kiềm được tức giận. Hổ Tiếu, cháu đã nhận thua rồi, thì rời đi đi, đừng giải thích làm gì nữa. Lúc này, Tây Môn Phong Vân đang ngồi ở trên cao mở miệng nói. Vâng, Lão Tổ Tông. Tây Môn Hổ Tiếu nghe vậy, liền không tranh cãi với Thạch Cửu Thiên nữa, mà quay người rời khỏi nơi đó. Đồ hèn nhát! Thạch Cửu Thiên nhìn bóng lưng của Tây Môn Hổ Tiếu. Lạnh lùng nói, chuyện này còn chưa xong đâu. Sau đó, Thạch Cửu Thiên thu hồi ánh mắt của mình lại, vào lúc này, anh ấy thay đổi trạng thái bình thường và trực tiếp lao vào trận hỗn chiến. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, cho dù là không sử dụng đến thần công của Thái Sơn thì thực lực của Thạch Cửu Thiên cũng không thể xem thường được, cho dù là thần tông sơ kỳ đều chưa chắc là đối thủ của anh ấy. Tây Môn Hổ Tiếu. Ánh mắt của Tô Thương vẫn luôn nhìn theo Tây Môn Hổ Tiếu, cho đến khi bóng dáng của đối phương hoàn toàn biến mất. Nhìn thần thái của anh ta, thì tên sát thủ tối qua chắc không phải là do anh ta phái tới. Tô Thương khẽ cười nói, hơn nữa, một khi anh họ xảy ra chuyện, thì người được lợi nhất chính là gia tộc Tây Môn. Càng là như thế thì tên sát thủ kia càng không phải là người của gia tộc Tây Môn, nếu không thì không phải là đã lấy đá tự nện vào chân mình rồi sao? Tô Thương cười lắc đầu, về phần tên cầm đầu phía sau là ai, đã không còn quan trọng nữa, anh cũng làm biếng đoán. Lúc này, Tô Thương ngẩng lên nhìn về phía Tây Môn Phong Vân ngồi ở trên cao kia. Lúc nãy Tây Môn Hổ Tiếu gọi ông ta là Lão Tổ Tông, ắt hẳn người này chính là trụ cột của gia tộc Tây Môn rồi. Có thể ngồi ngang hàng với Thạch Hạo Hãn, thực lực của ông ta ắt hẳn cũng không phải tầm thường. Tô Thương điều động thần thức. Điều tra kỹ càng Tây Môn Phong Vân, kết quả vậy mà anh lại không có cách gì phát hiện ra được cảnh giới của Tây Môn Phong Vân. Thậm chí, trên người của đối phương cũng không hề có sự chuyển động của sức mạnh, hoàn toàn giống như một người bình thường vậy. Hừ! Tô Thương nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Từ sau khi anh đạt tới luyện khí tầng 9 thì anh chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Cho dù là thực lực của đối phương rất mạnh, vượt xa anh. Và Tô Thương cũng không có cách gì xác định được cảnh giới của đối phương, nhưng anh cũng vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động sức mạnh trên người đối phương. Nhưng tên Tây Môn Phong Vân này lại là một ngoại lệ. Cậu chủ, đừng xem nữa, ông ta là người tu chân. Lúc này, Ali đang đứng bên cạnh Tô Thương, dùng linh hồn để truyền âm. Người tu chân sao? Tô Thương cau mày, âm thầm dò hỏi, ông ta đạt được cảnh giới gì rồi? Trúc cơ đỉnh phong. Ali thành thực trả lời, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, cậu chủ, không cần phải lo lắng. Cũng chỉ là một tên trúc cơ đỉnh phong nhỏ nhoi thôi, chưa đủ để sợ, tôi có thể dễ dàng cân được ông ta. Ha ha, Ali, cô rất tự tin sao? Tô Thương cười nói. Ali truyền âm nói, tôi vừa vào trúc cơ, thì đã là đỉnh phong, ông ta là tu sĩ loài người, còn tôi là cửu vĩ hồ, ông ta vốn dĩ không phải là đối thủ của tôi.
Lại thêm, công pháp ông ta tu luyện vô cùng rác rưởi, lại không có thuật pháp bên mình, nếu như tôi đấu với ông ta, trong vòng 3 hiệp là đã có thể giết chết ông ta rồi. Ánh mắt A Ly lóe lên tia sát ý, lạnh giọng nói, cậu chủ, chuyện nhà cậu, tôi có nghe nói, có cần bây giờ tôi giết ông ta không? Không cần thiết, tôi muốn tự mình giết ông ta. Tô Thương lắc đầu, sau đó nói, còn nữa, tôi nghe nói sau đại hội võ thuật, thì cục diện của giới luyện võ sẽ có sự thay đổi. Tôi muốn xem thiên cơ mà lão môn chủ bói ra, có thành hiện thực hay không, giới luyện võ sẽ xảy ra chuyển biến gì. A Ly, trước lúc đó, đừng có mà tự tiện hành động. Tô Thương căn dặn nói. Vâng, A Ly cung kính gật đầu. Bùm, bùm, bùm. Ngay khi hai người đang dùng linh hồn để nói chuyện với nhau thì ở giữa lôi đài bỗng phát ra ba tiếng bùng đinh tai. Tô Thương rời mắt nhìn sang thì kết quả là nhìn thấy Trương Mộ Cổ đang đánh chiếc trống da thú to của mình. Anh ấy vác cái trống ở trên vai, tay phải thì dùng sức đánh vào mặt trống. Trong chốc lát, liền có một luồng uy thế khủng bố theo tiếng trống vang lên theo hình gợn sóng đẩy ra bốn phía. Những người dự thi đang ở trên lôi đài không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị uy thế của chiếc trống da thú đó phát ra, làm ngã la liệt xuống đất, mất đi năng lực chiến đấu tiếp. Chỉ còn một người vẫn đứng yên tại chỗ, người đó đương nhiên là Vương Phú Quý. Cậu ấy nhận được sự chăm sóc của Trương Mộ Cổ, cho nên các làn sóng âm đó không hề tấn công cậu ấy. Đây chính là năng lực thật sự của Trương Mộ Cổ, quá khủng bố rồi. Thì ra lúc này anh ta chỉ chơi đùa với các thiên tài kia thôi, nếu như thật sự ra tay thì Trương Mộ Cổ sẽ giống như đạo trưởng Vương Giã, trong nháy mắt đã thắng rồi. Tên nhóc Vương Phú Quý kia. Sao mà may mắn con mẹ nó quá vậy, cái gì cũng không cần làm, mà đã đi được đến cuối cùng rồi. Đừng nói nhảm, Vương Phú Quý người ta thổi kèn sona, quai hàm đều mỏi hết cả rồi kìa. Ha ha, khoan hãy nói, âm thanh của kèn quả thực có ma tính nha, tẩy não lắm đó, bây giờ trong đầu tôi toàn là giai điệu xuất thần đó không đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giải quyết xong. Trương Mộ Cổ đánh bại hết tất cả mọi người xong thì đặt cái trống xuống chân mình, phủi tay, sau đó nhìn về phía Vương Phú Quý, thoải mái nói, anh Phú Quý, tôi mời anh đi uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Anh Mộ Cổ, Vương Phú Quý thoáng có chút khó khăn nói, cái đó, kỳ thực, tôi cũng là một cao thủ, hay là chúng ta đấu thử một trận đi. Anh Phú Quý, anh muốn vào vòng tiếp theo thì tôi tự nguyện bỏ cuộc, đem vé này tặng cho anh. Trương Mộ Cổ cười khổ nói, nhưng mà, hai chúng ta đừng đánh nhau nữa, không cần thiết. Đùa gì vậy chứ? Mọi người có mặt ở đó nghe thấy lời này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Vương Phú Quý với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ghen tị quá! Bọn họ ai nấy đều ghen tị. Cái tình bằng hữu thần tiên con mẹ nó gì đây, thế mà lại có thể sẵn sàng từ bỏ tấm vé tấn cấp luôn. Vận khí của Vương Phú Quý không phải tốt bình thường nha. Chỉ cần lên lôi đài thổi kèn một chút thì đã không chỉ kết giao được với một người anh em vô cùng mạnh, mà còn có thể thuận lợi tấn cấp được nữa. Con mẹ nó chứ. Tên này đúng là một con gà con, cái mẹ gì cũng không ra tay đánh nhau, thì đã tấn cấp rồi, khiến người hâm mộ phát điên luôn mà. Chỉ mấy người còn non tay, trình độ rất kém, tiếng lóng trong game. Nhưng mà, vậy thì công bằng cái con mẹ gì chứ? Một tên rác rưởi cảnh giới tông sư dựa vào cái gì mà tấn cấp chứ? Vù! Chính ngay khi mọi người đều đang nghi ngờ Vương Phú Quý thì trên người Vương Phú Quý đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ hết toàn bộ nơi đó. Vương Phú Quý, rốt cuộc đã bại lộ thực lực rồi. Ngay giây phút này, uy thế tản ra từ người cậu ấy, thật là kinh người, thậm chí không kém gì Trương Mộ Cổ. Thấy vậy, tất cả mọi người ở hiện trường đều ngạc nhiên há miệng, mặt đầy kinh ngạc nhìn Vương Phú Quý. Trong mắt bọn họ, Vương Phú Quý chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới tông sư, có lẽ là do gia tộc cần có người tham gia cuộc thi, mới phái cậu ấy đi cho xong chuyện. Nhưng hiện giờ, mọi người mới ý thức được, gia hỏa cầm kèn Suna luôn treo gương mặt tươi cười này, vậy mà lại rất mạnh. Quá, mạnh quá, chẳng lẽ cậu ấy cũng là thần tông sơ kỳ sao? Hẳn là vậy, tiểu thái kê này, trước đây che giấu thực lực, không ngờ cậu ấy lại mạnh như vậy. Tiểu thái kê,
cậu còn để ý cách gọi tiểu thái kê này nữa à? Không ngại sao, nếu cậu ấy là tiểu thái kê, vậy chúng ta là gì? Năng lượng cậu ấy bộc phát ra hình như cũng không phải chân khí bình thường, chẳng lẽ cậu ấy tu luyện tâm pháp nội công đặc biệt, nên chân khí mới không giống chúng ta? Mọi người tại hiện trường trợn mắt há hốc mồm, sau khi phản ứng lại, bắt đầu suy đoán võ công Vương Phú Quý tu luyện, vì sao lại sinh ra chân khí không giống người thường. Linh khí. Giờ này khắc này, trên đài cao, 10 vị tu vi cường đại, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn ra năng lượng Vương Phú Quý sử dụng là linh khí, sắc mặt tất cả đại biến. Trong đó, môn chủ Thiên Cơ môn Vương Trọng Vân vuốt râu, nhẹ nhàng cười nói, đã lâu không thấy người tu chân. Không ngờ thanh niên này, cư nhiên thứ cậu ấy luyện lại là linh khí. Nhìn linh khí dao động trên người cậu ấy, tất nhiên vẫn chưa đặt chân tới trúc cơ, nhưng hẳn là vẫn có thể ganh đua cao thấp với thần tông sơ kỳ. Bên cạnh ông ta, một ông hòa thượng người mặc áo cà sa có bông, mặt đầy vẻ thích thú, mở miệng nói, niên đại mạt pháp, có thể tu luyện đến trình độ này, thật sự không dễ dàng. Về hệ thống tu chân, chư vị, có ai biết cảnh giới trúc cơ của người tu chân, tương đương với cảnh giới nào của cổ võ giả không? Lão hòa thượng bỗng tò mò hỏi. Lão hòa thượng này, là trụ trì của núi Bồ Đề, thông tự bối, pháp hiệu Viên Thông. Hòa thượng Viên Thông rất ít khi đi lại nơi thế tục, gần đây mới hoạt động mạnh trong phạm vi có thể nhìn thấy của các đại môn phái. Tuổi ông ấy lớn hơn những người khác trên đài cao này, thực lực sâu không lường được. Nên những người này đối với ông ấy cũng tương đối cung kính. Thấy hòa thượng Viên Thông hỏi, Vương Trọng Vân nhẹ nhàng cười nói, chuyện này tôi thật sự không rõ lắm, trong niên đại mạt pháp, người tu chân gần như không tồn tại. Có điều, Phong Vân huynh hẳn cũng biết một chút chứ, rốt cuộc thì, Tô Vô Kỵ, người khiến thiên hạ chấn kinh hơn trăm năm, từng chỉ bảo ông, tính toán cẩn thận chút, ông ta hẳn là sư phụ ông. Vương Trọng Vân nói tiếp, Tô Vô Kỵ đó là người tu chân. Nghe nói không chỉ đặt chân tới kết đan kỳ, mà còn tiến sâu vào cảnh giới Nguyên Anh, còn thành công hay thất bại, không ai biết cả. Phong Vân huynh, người tu chân trúc cơ kỳ, sức chiến đấu thế nào, có thể giải thích cho chúng tôi không? Vương Trọng Vân cười nói. Vương huynh coi trọng tôi quá rồi, tôi và Tô Vô Kỵ chỉ ở chung một khoảng thời gian ngắn thôi, nào có tư cách làm đồ đệ của ông ấy, về sau đừng làm mấy trò đùa này nữa. Ai ngờ. Tây môn Phong Vân mở miệng nói, giọng có chút bất mãn, dường như rất để ý chuyện có người cứ nói là đến gã là sẽ đi liền với Tô Vô Kỵ. Ha ha! Thạch Hạo Hãn bên cạnh thấy vậy, liền lộ ra một mặt cười lạnh, Tây môn Phong Vân, ông quả thực không có tư cách làm đệ tử Tô Vô Kỵ. Tuy tôi không quen Tô Vô Kỵ, nhưng cũng biết ông ấy là một nhân vật lớn, trong lòng có thiên địa, dù cho thực lực vô địch thiên hạ, cũng chưa từng làm chuyện gây hại cho thế gian, Thạch Hạo Hãn tôi. Bội phục ông ấy. Thạch Hạo Hãn nhìn Tây Môn Phong Vân, nói tiếp, ông cứ việc không thừa nhận, nhưng ông quả thực đã từng được Tô Vô Kỵ chỉ bảo, cũng nhờ đó thực lực của ông mới có thể tiến bộ vượt bậc, trở thành cường giả trong võ giới cổ, lập nên gia tộc Tây Môn lớn như vậy. Tô Vô Kỵ có ơn với ông, đây là sự thật không thể chối cãi, ông không thể lấp liếm được đâu. Thạch Hạo Hãn châm chọc cười nói, chỉ là sau khi Tô Vô Kỵ biến mất, ông lại dẫn người tới Côn Luân. Tu hú chiếm tổ, bá chiếm núi Côn Luân. Ha ha, tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, Tây Môn Phong Vân, lời này tôi nói không sai đâu nhỉ. Thạch Hạo Hãn nhướng mày nói. Vốn dĩ, ông ta không thể tìm hiểu rõ tình hình của gia tộc Tây Môn, nên mới không muốn chủ động trêu chọc gia tộc Tây Môn. Tuy nhiên, người của gia tộc Tây Môn, vậy mà dám phái sát thủ chặn giết Thạch Cửu Thiên, điều này khiến Thạch Hạo Hãn không thể ngồi yên nữa. Hiện giờ Thạch Hiên đã chết, hơn nữa Thạch Hiên vốn không phải cháu ruột của ông ta, nói cách khác, ông ta chỉ có một hậu đại là Thạch Cửu Thiên thôi. Nếu Thạch Cửu Thiên gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy ông ta sẽ tuyệt hậu mất, Thạch Hạo Hãn sao có thể cho Tây Môn Phong Vân sắc mặt tốt được. Thắng làm vua thua làm giặc, thế sự vốn đã như thế, nhà họ Tô hơn 100 năm trước mất đi Tô Vô Kỵ, đã định sẵn không thể bảo vệ được Côn Luân. Có điều... Phản ứng của Tây Môn Phong Vân lại nắm ngoài dự đoán, gã không nổi giận, mà ngữ khí bình đạm cười nói, cho dù tôi không chiếm nơi đó, cũng sẽ có thế lực khác làm vậy thôi, tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn với nhà họ Tô. Ha ha, có thể nói chuyện thất tín bội nghĩa thành tươi mát thoát tục như thế, ông đúng là đệ nhất nhân trong võ giới cổ này đấy.
Thạch Hạo Hãn châm chọc cười nói, trong mắt ngập tràn khinh thường. Một vài người xuất thân từ thế lực lớn xung quanh, cũng biết chuyện năm đó, trong ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Phong Vân hiện lên một tia xa lánh như có như không. Cá lớn nuốt cá bé, xưa giờ chưa từng thay đổi, nếu đổi thành các người, cũng sẽ làm như vậy thôi. Tây Môn Phong Vân cười, ngược lại nói, không phải mấy người muốn biết trúc cơ tương đương với cảnh giới nào trong võ giới cổ sao, cái này tôi từng nghe Tô Vô Kỵ nhắc tới rồi. Trong hệ thống tu chân, nếu không vào trúc cơ, thì sẽ là người thường, luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 9, cơ bản không chênh lệch hệ thống cổ võ mấy. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, người tu chân luyện khí tầng 9 bình thường, dùng hết bản lĩnh, thật ra có thể ngang tài ngang sức với thần tông sơ kỳ. Có điều, cảnh giới cũng chẳng đại biểu cho cái gì cả, người tu chân thiên phú dị bẩm, luyện khí tầng 9 cũng có thể giết thần tông trung kỳ, lợi dụng một ít thủ đoạn, thậm chí còn có thể giết thần tông hậu kỳ. Nhưng, như tôi đã nói trước đó, nếu không đạt trúc cơ, trung quy vẫn bất nhập lưu. Tây Môn Phong Vân lắc đầu nói, hệ thống tu chân, cũng không cường đại như trong truyền thuyết, hệ thống cổ võ vẫn có thể chống lại được. Vậy người tu chân bước vào cảnh giới trúc cơ, thực lực so với võ thần lục địa thế nào? Vương Trọng Vân tò mò hỏi. Có thể giết. Tây Môn Phong Vân lộ ra một mặt tươi cười ôn hòa, giải đáp cảnh giới trúc cơ, có thể giết võ thần lục địa, cho dù có là võ thần lục địa xuất chúng đi chăng nữa, cũng không thể chống lại người tu chân trúc cơ kỳ. Vừa vào trúc cơ, tương đương với việc mở ra thế giới mới, trời đất khác nhau một trời một vực. Tây Môn Phong Vân cười nói, một người tu tiên, một người luyện võ, căn bản chẳng có gì có thể so sánh. Thì ra là thế. Vương Trọng Vân bừng tỉnh đại ngộ, vuốt râu nói, tôi nghe nói trong hệ thống tu chân, chỉ cần linh khí sung túc, sẽ thăng cấp rất nhanh, người tu chân thiên phú bình thường, 3-4 năm đã có thể tu luyện tới luyện khí tầng 9, chưa đầy 10 năm đã có thể đạt trúc cơ rồi. Sau trúc cơ là có thể giết võ thần lục địa, mà cảnh giới của võ thần lục địa chính là đỉnh cao của hệ thống cổ võ, ngay cả người thiên phú dị bẩm cũng phải mất 100-200 năm mới đạt được. Vương Trọng Vân cười khổ nói như thế, so với hệ thống tu chân, hệ thống cổ võ căn bản chẳng đáng nhắc tới. Quả thật vậy. Tây Môn Phong Vân cười nói, ngoài ra còn một điểm nữa, người tu chân có thể đạt được thọ nguyên vô tận, cổ võ giả lại không thể, 300-500 năm sau khí huyết nhất định sẽ khô khốc, chết dần theo sự tàn phá của năm tháng. Bằng không, sao lại có nhiều người chạy theo tu chân như vịt được? Tây Môn Phong Vân hỏi ngược lại. Anh Phong Vân. Vương Trọng Vân cười nói, ông không thể chỉ nói mỗi mặt tốt được, tu chân cũng có tệ nạn. Theo tôi được biết, mảnh thiên địa này không cho phép xuất hiện người tu chân cảnh giới kết đan. Một khi người tu chân đặt chân đến cảnh giới kết đan, cơ thể sẽ xuất hiện trạng thái mơ hồ, đau đớn muốn chết, cuối cùng chỉ có hai con đường, hoặc chết, hoặc giống chiến sĩ luyện khí thời tiền tần, rời khỏi không trung kia. Vương Trọng Vân nói tiếp, còn về cách rời đi, anh Phong Vân nói vậy chắc đã rõ lắm rồi nhỉ, bởi vì tinh không cổ lộ kia nằm ở chỗ núi Côn Luân của mấy người mà. Không tồi. Tây Môn Phong Vân gật đầu nói, tinh không cổ lộ đúng là ở Côn Luân, đây cũng là lý do tại sao sau khi Tô Vô Kỵ thành danh, lại chọn định cư ở Côn Luân. Ông ấy đã tra xét vô số lần, xem kỹ tinh không cổ lộ rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không dám rảo bước tiến vào. Tây Môn Phong Vân thở dài một hơi nói, ông ấy không biết bên kia của tinh không cổ lộ là cảnh tượng thế nào, mạnh như ông ấy mà cũng phải khiếp đảm. Anh Phong Vân, Tô Vô Kỵ đã biến mất hơn 100 năm rồi, ông thực sự không có một chút tin tức nào về ông ấy sao? Vương Trọng Vân thử nói. Tôi không biết. Tây Môn Phong Vân lắc đầu cười nói, có điều, tôi hy vọng ông ấy đã chết. Gia tộc Tây Môn tàn sát nhà họ Tô, bá chiếm Côn Luân, nếu Tô Vô Kỵ sống sót trở về, gia tộc Tây Môn chúng ta còn đường sống sao? Tây Môn Phong Vân cười nói, vẻ mặt không chút sợ hãi, như đang nói về chuyện gì đó chẳng liên quan gì đến gã cả. Ha ha, tôi thấy chưa chắc đâu, Tô Vô Kỵ từ cổ chí kim có 102, có lẽ giờ phút này đang ngủ đông ở đâu đó, rồi sẽ có một ngày sẽ vương giả trở về, chính tay đâm chết liệt đồ. Thạch Hạo Hãn nghiền ngẫm cười nói, trường hợp kia, ha ha, ngẫm lại là thấy thoải mái, nhẹ cả tâm hồn. Tây Môn Phong Vân vẻ mặt không bận tâm, chỉ lắc đầu, không muốn gây thêm tranh chấp với Thạch Hạo Hãn nữa. Nếu đã tán gẫu rồi, anh Phong Vân,
có thể trả lời tôi một vấn đề nữa không? Không đợi Tây Môn Phong Vân trả lời, Vương Trọng Vân trực tiếp hỏi, anh Phong Vân, anh chiếm cứ Côn Luân Sơn, có phải cũng vì Tinh Không Cổ Lộ không? Tây Môn Phong Vân hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười nói, chỉ có người tu chân kết đan hoặc từ kết đan trở lên mới có thể tiến vào Tinh Không Cổ Lộ, người thường không cách nào tới gần, nếu không chắc chắn sẽ chết. Vậy anh là người tu chân sao? Vương Trọng Vân thẳng thắn không cố kỵ hỏi. Soạt soạt. Trong phút chốc, ánh mắt vài nhân vật lớn ở hiện trường đều dừng trên người Tây Môn Phong Vân, muốn nghe gã trả lời. Các vị, xem thi đấu đi. Tây Môn Phong Vân không trả lời, mà chuyển sang chủ đề khác. Tiểu gia hỏa tên Vương Phú Quý kia, rất thú vị, cư nhiên nắm giữ pháp môn tu chân, đã đặt chân đến luyện khí tầng 9 rồi. Mọi người thấy Tây Môn Phong Vân không có ý định trả lời, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng trong lòng bọn họ đã có suy đoán rồi. Người Tô Vô Kỵ chỉ bảo, nhất chiến động tứ phương, sao có thể là nhân vật nhỏ được. Tuy nhiên, nếu Tây Môn Phong Vân đã không muốn nói, vậy cho dù có hỏi tiếp cũng chẳng hỏi ra nguyên do được. Luyện khí tầng 9 à, nếu cho cậu ấy thời gian, lại cho cậu ấy đủ nhiều linh khí, vậy chẳng phải rất nhanh sẽ có thể trúc cơ sao, để rồi đến lúc đó nghiền áp võ thần lục địa. Lúc này, một người trên đài cao nhìn về phía Vương Phú Quý, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Trúc cơ không dễ dàng như vậy, có vài người tu chân, cả đời chẳng thể nào với tới trúc cơ, đây là trở ngại vô cùng quan trọng. Tây Môn Phong Vân cười đáp lại, rồi nhớ tới một sự kiện, nói tiếp, căn cứ theo lời của lão môn chủ Thiên Cơ Môn, Bách Tông hội võ qua đi, võ giới cổ sẽ xảy ra chuyển biến vô cùng lớn. Tôi lờ mờ cảm thấy, có lẽ hệ thống cổ võ muốn quật khởi, đến lúc đó nói không chừng sẽ là một thời đại mới, tu luyện cổ võ tới chí cường, chưa chắc không thể chống lại người tu chân. Tây Môn Phong Vân suy đoán. Mọi người nghe được lời này, tất cả đều kích động. Ngay cả Thạch Hạo Hãn có xích mích với Tây Môn Phong Vân cũng hưng phấn, vô cùng chờ mong sự đổi mới của võ giới cổ. Lúc này, giữa võ đài, thực lực Vương Phú Quý đã bị bại lộ, đứng đối diện Trương Mộ Cổ, dưới uy thế mạnh mẽ, quần áo bay phất phới, so với hình tượng trước đó cứ như hai người khác nhau. Phú Quý, cậu! Trương Mộ Cổ ước chừng dừng mấy chục giây mới hồi phục tinh thần, ngược lại vui sướng cười nói, ha ha! Hóa ra cậu cũng là cao thủ, không hổ là anh em tốt của tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Mộ Cổ, tôi không cố ý giấu anh, chỉ là không kịp, Vương Phú Quý có chút xấu hổ. Dừng lại, anh em, giữa chúng ta không cần phải giải thích nhiều như vậy. Trương Mộ Cổ hoạt động gân cốt, chiến ý dâng cao cười nói, đến đây đi, Phú Quý, đừng để lẫn bất cứ tình cảm hỗn loạn nào, chúng ta hãy vui vẻ đánh một trận đi. Được, được. Dù thời gian quen nhau không dài, nhưng Vương Phú Quý đại khái đã nhìn ra tính cách của Trương Mộ Cổ. Đối phương vừa nói, sẵn sàng nhường vị trí thăng cấp cho mình, giờ đề nghị muốn đánh một trận chân chính, chắc chắn không phải vì phân thắng bại, chỉ là tỉ thí hữu nghị mà thôi. Nếu Vương Phú Quý ngượng ngùng xoắn xít, thì lại có vẻ lập dị. Vì thế, cậu ấy không chút lưu tình, không hề làm động tác thổi kèn sona, mà cầm kèn sona vương quyền trong tay. Trực tiếp nhắm về phía Trương Mộ Cổ. Trong phút chốc, kèn sona trong tay Vương Phú Quý, dường như không còn là kèn sona nữa, mà là một thanh kiếm sắc bén hàm chứa hàn khí bức người, tản ra kiếm ý lạnh thấu xương, khiến lòng người giật mình. Kiếm ý mạnh thật, tôi chưa từng thấy lần nào trong đời cả, Phú Quý, anh xứng làm đối thủ lắm, ha ha ha. Trương Mộ Cổ ngạc nhiên, tiếp đó nghiêm túc hơn. Đặt cái trống da thú to trên vai, bàn tay chợt vỗ vào mặt trống. Bốp! Ngay sau đó, một tiếng vang lớn vang tận mây xanh, đồng thời một cỗ sóng âm chân khí khủng bố, lao tới nghiền ép Vương Phú Quý. Phá cho ta! Vương Phú Quý không hề sợ hãi, cầm kèn sona vương quyền trong tay, thi triển kiếm thuật luân hồi, nháy mắt đánh vỡ sóng âm chân khí. Được lắm! Phú Quý, giữa tôi và cậu, có thể tỉ thí. Nhưng phải bảo tồn thực lực, sắp tới còn phải chiến đấu, cho nên không thể đánh lâu dài được. Trương Mộ Cổ thoải mái cười nói, thế này đi, nếu cậu có thể phá tiếng trống của tôi 3 lần, chứng tỏ tôi không phải đối thủ của cậu, trận tỉ thí này, cậu thăng cấp, tôi sẽ đánh ở vòng loại bổ sung. Được, Vương Phú Quý đáp ứng một tiếng. Ha ha, vừa rồi tính là 1 lần, Phú Quý,
tiếng trống này của tôi, mỗi tầng sẽ tăng dần lên, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, kế tiếp cậu cũng nên cẩn thận. Trương Mộ Cổ nhắc nhở một câu, tiếp đó vẻ mặt nghiêm túc hơn, bay lên trời, cách xa chỗ Vương Phú Quý. Ngay sau đó, chân khí quanh thân Trương Mộ Cổ kích động, đặc biệt là bàn tay anh ta, chân khí như có thực chất, một tiếng khi nãy, là khai thiên, kế tiếp là, hủy diệt. Bốp! Giọng nói vừa cất lên, bàn tay Trương Mộ Cổ chợt ghé sát mặt trống ra thú, cũng giống lần trước, sóng âm khí thật khủng bố, nháy mắt quét sạch tất cả mọi người có mặt. Chỉ có điều, sóng âm khí lãng lần này mạnh hơn lần trước mấy lần, ngay cả sàn võ đài cũng hơi rung chuyển. Phá! Vương Phú Quý cảm nhận được sự uy hiếp, đương nhiên không dám giấu dốt, khẽ cắn môi lấy kèn Sona thay thế trường kiếm, chợt vung nó lên. Giây tiếp theo, một đạo kiếm ý cây ết ủng bố xen lẫn linh khí, bổ về phía không trung. Rầm! Kiếm ý va chạm với sóng âm, một cổ chiến đấu dư ba cây ết ủng bố dạng gợn sóng tản ra tứ phía. Người xem dưới đài, một vài người thực lực yếu kém thậm chí bị đánh ngã trên đất, sắc mặt đều tái đi vài phần. Cho tới khi quang mang tại hiện trường tan đi, mọi người chuyển ánh mắt nhìn qua, phát hiện Vương Phú Quý lui về sau mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn tiếp được lần công kích thứ hai của Trương Mộ Cổ. Ha ha! Khá lắm, khá lắm! Trương Mộ Cổ biểu lộ vẻ mặt vừa lòng, thoải mái cười nói, Phú Quý, lần đánh thứ ba này của tôi, tên là Đoạn Thủy, uy lực mạnh hơn đòn đánh thứ 20 lần, nếu cậu tiếp được một kích này, tôi cam tâm tình nguyện chịu thua. Đoạn, Thủy. Ngay khi nói xong, Trương Mộ Cổ trực tiếp động thủ, làm y như lượt trước, lại lần nữa đánh lên mặt trống gia thú. Bốp! Một đạo thanh âm này, quả thực chấn lung phát hội, sóng âm khí lãng người, cuốn bay sàn võ đài, khí thế mênh mông cuồn cuộn áp xuống Vương Phú Quý. Kiếm thuật luân hồi. Vương Phú Quý tay trái nắm kèn Sona Vương Quyền, kiếm ý cuồn cuộn liên miên không dứt. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm ý mạnh mẽ ngay giữa không trung hình thành một thanh trường kiếm dạng khí, uy thế ngập trời. Phá cho ta! Vương Phú Quý hét lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, kiếm ý tạo thành trường kiếm hư ảo, chém ra. Rầm! Lúc này đây, Vương Phú Quý dùng toàn lực, một nhát kiếm chém ra, ngay cả ánh nắng cũng trở nên u ám. Tuy nhiên, uy thế cây ết ủng bố tới như vậy, lại không thể lập tức phá hủy sóng âm khí lãng Trương Mộ Cổ tạo ra. Hai bên giằng co không dứt. Khoảng 10 giây sau, Vương Phú Quý lại lần nữa dùng sức, kiếm khí hư ảo mới có thể chảm phá sóng âm khí lãng. Thậm chí, nhát kiếm này, ngay cả võ đài cũng bị chém thành hai nửa, khe nứt to bằng ngón tay, rất dễ thấy. Mạnh quá! Trương Mộ Cổ phát ra tiếng bịch bịch bịch, lùi về sau mấy bước mới giữ vững cơ thể được, nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Về phần Vương Phú Quý, cũng hoàn toàn không ổn. Miệng há to thở hỗn hển, rõ ràng vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều. Mộ Cổ, đa tạ anh. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Vương Phú Quý ôm quyền nói. Ha ha! Trương Mộ Cổ nhẹ nhàng cười nói, Phú Quý, cậu thắng, bại dưới tay cậu tôi không hề oan ức, chiêu thức kiếm ý kia của cậu rất mạnh, chỉ sợ đại hội võ thuật trăm tông phái lần này, thực lực của cậu ít nhất cũng nằm trong năm vị trí đầu. Mộ Cổ, anh cũng rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được. Sau lượt thứ ba, anh vẫn có thể đánh được thêm một lần sóng âm khí lãng nữa. Vương Phú Quý cười khổ nói, mỗi lần lại tăng dần lên, tiếp được lần đánh thứ ba của anh đã là cực hạn của tôi rồi, nếu còn đánh nữa, chỉ sợ người thua chính là tôi. Cho nên, trận đấu này, anh thắng, người phải đi đánh vòng loại bổ sung là tôi mới đúng. Vương Phú Quý nói, ha ha, thua là thua. Trương Mộ Cổ nhẹ nhàng cười, rồi đến trước mặt Vương Phú Quý. Nhỏ giọng nói, Phú Quý, lần này tôi tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, không vì đoạt giải quán quân, chỉ vì muốn trên võ đài, trước mặt mọi người giết một người, báo thù cho chị tôi. Người kia đã nhận thua, tôi muốn tới khu vực đang chờ xử lý đợi hắn, cậu cũng đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Trương Mộ Cổ nghiêm túc nói. Vãi, Mộ Cổ, ai đắc tội với anh thế, mau nói cho tôi, chúng ta cùng nhau xử hắn. Vương Phú Quý cắn răng nói. Tôi phải tự tay báo thù cho chị, chuyện này cậu không cần lo đâu. Trương Mộ Cổ cười, sau đó ôm bả vai Vương Phú Quý, nói, ngày mai mới tổ chức vòng loại bổ sung, đi, chúng ta đi uống rượu. Được được. Vương Phú Quý tự nhiên đồng ý,
đi theo Trương Mộ Cổ cùng nhau xuống võ đài. Đường đua thứ 5, người chiến thắng, nhà họ Lưu tại Kinh Đô, Vương Phú Quý. Trọng tài tại hiện trường lập tức tuyên bố kết quả. Mạnh thật đấy, không ngờ Vương Phú Quý này vậy mà lại có thực lực gây ết ủng bố như vậy. Kiếm ý của cậu ta quả thật rất cường đại, khiến lòng người sinh hàn ý, nhưng vì sao cậu ta lại không cần kiếm, mà lại dùng kèn sona làm vũ khí? Không rõ lắm, nhưng tôi dám khẳng định, nếu cho cậu ta một thanh kiếm tốt, thực lực cậu ta sẽ tăng lên rất nhiều. Vãi, sao Vương Phú Quý lại có hai cánh tay trái thế, là tôi hoa mắt nhìn lầm sao? Anh em à, cậu không nhìn lầm, tôi cũng thấy cậu ta có hai cánh tay giống hệt nhau. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng mình đi quán bar nhiều quá, cơ thể suy nhược, dẫn tới thị lực không tốt. Mọi người bên dưới, sau khi mở mang kiến thức về thực lực của Vương Phú Quý, liền đối với Vương Phú Quý tâm phục khẩu phục. Có điều rất nhanh, sự chú ý của bọn họ liền đặt trên cánh tay Vương Phú Quý, tức khắc thảo luận sôi nổi. Cùng lúc đó, một trận đấu ở võ đài khác cũng kết thúc, không hề nghi ngờ, Thạch Cửu Thiên chiến thắng, trực tiếp thăng cấp. Cho dù không dùng Thái Sơn thần công, Thạch Cửu Thiên cũng có thể chiến thắng thần tông sơ kỳ. Thiên kiêu chân chính, chiến đấu vượt bậc là việc quá bình thường, hơn nữa Thạch Cửu Thiên thăng cấp vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên cũng không có gây xôn xao. Tuy nhiên, chuyện Vương Phú Quý thăng cấp là chuyện mọi người không ngờ tới, nhất thời, các thế lực lớn trong võ giới cổ đều điều tra chi tiết về Vương Phú Quý. Đặc biệt là sau khi biết Vương Phú Quý là người tu chân, những nhân vật cổ hủ có cấp bậc đều không thể ngồi yên được. Người tu chân có thể sống mãi đó. Bọn họ hoàng thổ chôn đến cổ rồi, đương nhiên sẽ nảy sinh ý niệm với hệ thống tu chân, hy vọng có thể mượn nó đạt được thọ nguyên vô tận. Nhưng nơi này là cổ trấn võ đang, không ai dám sằng bậy cả. Cho dù là nhân vật cấp bậc như Thạch Hảo Hán, trụ trì Viên Thông, Tây Môn Phong Vân, cũng không thể làm chuyện trái thông lệ được. Rốt cuộc thì nơi này là địa bàn của võ đang, đối với bọn họ mà nói là một nơi tràn ngập sự không xác định. Đương nhiên, nếu những người này tới vùng núi Tế Trời, hay danh sơn như Bồ Đề Sơn, những người khác đều kiêng kỵ. Tổng kết một câu, địa bàn của ai, người đó làm chủ. Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ xuống võ đài, vốn muốn đi uống rượu. Tuy nhiên, Vương Phú Quý muốn xem Tô Thương thi đấu, nên hai người không đi. Mà đứng trước mặt Tô Thương. Tô đại thiếu gia, vừa rồi trông tôi ngầu không? Vương Phú Quý nói như đang khoe khoang. Ngầu lắm. Tô Thương nhẹ nhàng cười, rồi nói cậu ngầu nhất, tự mình hiểu là được rồi. Người anh em này quả thực đã lưu tình, nếu không cậu chẳng phải đối thủ của anh ta đâu. Tô Thương nhìn về phía Trương Mộ Cổ, nghi hoặc hỏi, vừa rồi anh và Vương Phú Quý nói chuyện, tôi đều nghe được hết. Kẻ thù của anh là ai, có tiện lý cho tôi biết không? Trương Mộ Cổ khẽ nhíu mày, rất cảnh giác Tô Thương, cũng không đáp lại. Mộ Cổ, vị này chính là Tô Thương, Tô Đại Thiếu, cậu ấy là anh em tốt của tôi, còn thân hơn anh em ruột nữa, là loại đến quần đùi cũng có thể mặc chung. Vương Phú Quý nhẹ nhàng cười nói, anh có thể đối xử với cậu ấy như đối xử với tôi. Được được, Trương Mộ Cổ gật đầu. Ngay sau đó hai mắt đỏ tươi, cắn răng nói, kẻ thù đó đã hung ác cưỡng hi ba pê chỉ tôi, xong việc còn giết người diệt khẩu, hắn chính là Tây Môn Hổ Tiếu. Tây Môn Hổ Tiếu sao? Tô Thương khẽ nhíu mày, nhị thiếu gia Tây Môn Hổ Tiếu của gia tộc Tây Môn ở Côn Luân hả? Trương Mộ Cổ gật đầu, lạnh lùng nói, khoảng 2 năm trước, Tây Môn Hổ và chị gái tôi học cùng một trường. Thanh niên tuấn tú của giới luyện võ. Rất nhiều người che giấu tung tích, che giấu thân phận của mình, để vào thành phố, rồi trải nghiệm cuộc sống ở đó. Trương Mộ Cổ nói tiếp, chị tôi đã đặt chân đến Thiên Tông nhiều năm, tu luyện sắp đến đích rồi, thì lại muốn bỏ cuộc, muốn đổi một môi trường khác để tìm thời cơ hội đột phá. Cho nên, chị ấy đã đi đến một trường đại học ở huyện Cam Túc, ngụy trang thành người bình thường, sinh sống và học tập, ai biết rằng, Tây Môn Hổ Tiếu cũng học ở đại học kia. Trương Mộ Cổ tiếp tục nói, người anh em Tô Thương, đừng thấy tôi to lớn thô kệch, trông có vẻ thô lỗ, nhưng chị tôi lại rất xinh đẹp rung động lòng người, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vừa tới trường đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của sinh viên, cổn được gọi là hoa khôi của trường, người theo đuổi chị ấy rất nhiều, Tây Môn Hổ Tiếu là một trong số đó. Lúc đầu,
anh ta không biết thân phận của chị tôi, liền khoe khoang, nói cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, xuất hiện với tần suất nhiều kinh khủng khiếp, nhưng chị tôi không thèm để ý tới. Nhưng Tây Môn Hổ Tiếu cũng không tức giận, kiên trì bền bỉ theo đuổi chị tôi còn phải giải quyết rất nhiều rắc rối thay cho chị ấy nữa. Dù chị tôi đã từ chối anh ta một cách rất rõ ràng rồi, nhưng anh ta vẫn dây dưa mãi không dứt với chị ấy, đúng là một tên chó bám đuôi. Mãi về sau, Tây Môn Hổ Tiếu tra ra được thân phận của chị tôi, là tiểu thư nhà họ Trương ở thành phố Phượng Dương. Nói đến đây, Trương Mộ Cổ kìm nén cơn giận trong lòng, nghiến răng nói, nhà họ Trương chúng tôi và gia tộc Tây Môn, quan hệ vẫn luôn không tốt, thậm chí có thể nói rất là căng thẳng. Trước khi gia tộc Tây Môn xuất hiện, nhà họ Trương chúng tôi là nhà có gia thế khủng đứng đầu trong giới luyện võ. Cho dù bây giờ, nhà họ Trương và gia tộc Tây Môn, quyền lực ngang nhau. Trương Mộ Cổ tiếp tục nói, tông phái trong giới luyện võ, có nhà gia thế khủng, nhiều năm trước, gia tộc Tây Môn đã hẹn gặp các ông chủ của các nhà có gia thế khủng, để thống nhất các nhà có gia thế khủng trong giới luyện võ. Lúc ấy rất nhiều nhà gia thế khủng, bị gia tộc Tây Môn chèn ép. Bất đắc dĩ nên mới phải thỏa hiệp, tỏ vẻ muốn lệ thuộc vào gia tộc Tây Môn, nhưng, ông nội tôi tuyệt đối không đồng ý. Bọn tôi không phải người ngu, ai lại đồng ý lệ thuộc vào gia tộc của người khác chứ? Trương Mộ Cổ cười lạnh lùng nói, sau khi ông nội tôi từ chối, phần lớn những nhà có gia thế khủng trong giới luyện võ, đứng sau lưng ông nội tôi, muốn cùng ông đối đầu với họ. Đến bây giờ... Hy vọng thống nhất những nhà có gia thế trong giới luyện võ của gia tộc Tây Môn đã hoàn toàn sụp đổ. Cũng vì chuyện này, nhà họ Trương chúng tôi và gia tộc Tây Môn đã sinh ra ân oán, từ đó đến nay không ngừng xung đột. Trương Mộ Cổ nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi Tây Môn Hổ Tiếu biết được thân phận của chị tôi, chắc anh ta nghĩ mình đã làm chó bám đuôi của nhà họ Trương lâu như thế, nên tức quá hóa giận, khiêu chiến chị gái tôi ở trước mặt mọi người. Nhà họ Trương chúng tôi có thủ đoạn mạnh nhất đó chính là đánh trống, con trai đánh trống lớn, con gái thì đánh trống cơm, chị tôi là người xuất sắc trong hội đánh trống cơm đấy. Ban đầu dựa vào thực lực của chị ấy, thì Tây Môn Hổ Tiếu căn bản không phải là đối thủ của chị. Trương Mộ Cổ tức giận nói, thế nhưng, đồ chó má Tây Môn Hổ Tiếu này, vậy mà lại hạ thuốc mê chị tôi. Trận đấu này, rất nhiều người có thể thấy rằng, trận đấu chưa bắt đầu mà chị tôi đã đứng không vững rồi. Cuối cùng thua cuộc, người bị thương rất nặng. Sau khi kết thúc trận đấu, chị tôi liền liên hệ với người nhà, ông nội tôi cử người nhanh chóng ngay lập tức đến huyện Cam Túc, đón chị về nhà. Trương Mộ Cổ nổi giận đùng đùng, trên trán nổi gân xanh, nhưng, đến nơi đã giao hẹn, thì lại không thấy chị tôi đâu. Sau đó ông liền cử người, tìm bới đất lật cỏ cả cái tỉnh Cam Túc lên, cũng không tìm được tung tích của chị tôi. Từ trước tới nay, chị tôi không tranh giành quyền lực. Trong trường học cũng không đắc tội với ai, hơn nữa chị ấy còn là thiên tông đỉnh phong, cho dù bị thương trên người, cũng có thể đối phó được với người bình thường. Song Trương Mộ Cổ lạnh lùng nói, tổng kết lại những điều trên, chắc chắn là Tây Môn Hổ Tiếu, đã đưa chị tôi đi, rồi giam giữ chị ấy, đã 2 năm trôi qua, chị tôi chắc chắn đã chết trong tay Tây Môn Hổ Tiếu mất rồi. Đáng chết! Vương Phú Quý nghe được chuyện này, cũng cảm động lây. Nghiến răng nói, tên chó má Tây Môn Hổ Tiếu gì đó, không bằng xúc sinh mà. Đúng là đáng ghét. Trong lòng Tô Thương, lại càng căm ghét gia tộc Tây Môn, bèn hỏi, trong lòng, càng thêm chán ghét Tây Môn gia tộc ngắm. Sau đó hỏi, anh Trương Mộ Cổ, chuyện xảy ra lớn như vậy, thế lực nhà họ Trương anh cũng không phải yếu, vậy mà không tìm được tiếng nói chung với gia tộc Tây Môn sao? Đi rồi. Ông nội tôi đích thân đến núi Côn Luân. Chất vấn Tây Môn Hổ Tiếu ngay trước mặt Tây Môn Phong Vân, nhưng Tây Môn Hổ Tiếu lại không chịu thừa nhận. Trương Mộ Cổ tức giận nói, nhà họ Trương chúng tôi đoán, chị tôi bị Tây Môn Hổ Tiếu đưa đi rồi bị giam giữ, nhưng không có chứng cứ trong tay, cho nên chỉ có thể coi như không có gì. Tuy nhà họ Trương và gia tộc Tây Môn quyền lực ngang nhau, cũng có sự ủng hộ từ những nhà có gia thế khủng, nhưng vài chục năm gần đây gia tộc Tây Môn phát triển quá là nhanh, và cao thủ cũng có rất nhiều. Không thể vạch mặt được, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không có cách nào khác, ông nội tôi đành phải trở về Phượng Dương, mặc dù không tìm thấy thi thể, nhưng chắc là chị tôi cũng không còn sống đâu, cho dù lúc đó Tây Môn Hổ Tiếu không giết chị tôi, sau chuyện đó xảy ra cũng sẽ giết người diệt khẩu, tránh để lại tiếng xấu. Trong mắt Trương Mộ Cổ hiện lên vẻ ác độc,
trầm giọng nói, tôi không có mẹ, từ nhỏ đã lớn lên với chị, tình cảm của tôi đối với chị ấy, không ai có thể sánh bằng. Thù này, tôi nhất định phải báo, tôi biết Tây Môn Hổ Tiếu sẽ tham gia đại hội võ thuật trăm phái. Giọng Trương Mộ Cổ Thanh lạnh lùng nói, cho nên tôi liền bế quan không lộ diện, tu luyện khổ cực, chính là muốn bước lên lôi đài, quang minh diễt chết Tây Môn Hổ Tiếu, trước mặt mọi người trong thiên hạ, để báo thù cho chị gái tôi. Được. Đúng lúc này, Thạch Cửu Thiên từ đằng xa đi tới, khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng nhìn về phía Trương Mộ Cổ, khen ngợi, người anh em, báo thù cho chị gái, cậu xứng đáng được quý trọng đấy. Thạch thiếu gia, Trương Mộ Cổ quen biết Thạch Cửu Thiên, liền khách sáo chào hỏi. Thạch Cửu Thiên gật đầu, tức giận nói, tên Tây Môn Hổ Tiếu này, không bằng heo bằng chó, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thấy tôi cùng một bảng đua với cậu ta. Nên tối qua cậu ta còn cử người đến giết tôi đấy. Giết người không thành công, tên chó má này cũng không dám đánh, mà trực tiếp liền đầu hàng, để né được một kiếp nạn, nếu không nhất định tự tay tôi sẽ xé xác cậu ta ra. Thạch Cửu Thiên nhìn về phía Trương Mộ Cổ một lần nữa, rồi nói, người anh em, tôi nhớ có người đã từng nói, cậu có thể đánh được năm hồi trống, khai thiên, lập địa, đoạn thủy, bình sơn, hủy diệt. Mấy ngày trước, cậu đã dùng chiêu hủy diệt cuối cùng, đánh bại Phật tử vô cơ phải không? Thạch Cửu Thiên hỏi dò. Trương Mộ Cổ không giấu giếm nói. Được đấy, vô cơ có 102 trong thiên hạ, thực lực dồi dào cuồn cuộn, cậu lại có thể đánh bại cậu ta, rất mạnh đó nha. Thạch Cửu Thiên khen mãi không dứt. Thạch thiếu gia quá khen rồi ạ, vô cơ khốn khổ vì tình, 3 năm nay đã không tu Phật Pháp, thực lực không tiến bộ được bước nào, cho dù tôi uy hiếp anh ta. Thì cũng không có gì có thể khoe khoang được cả. Trương Mộ Cổ cũng không tự kiêu, rồi nói, hơn nữa, ngày đó tôi cũng là thắng trong gang tấc mà thôi, nếu như không có khoảng thời gian cách biệt 3 năm này, tôi ắt hẳn cô phải là đối thủ của Phật tử vô cơ. Nói cũng đúng. Thạch Cửu Thiên cũng không phủ nhận, rồi nói tiếp, cậu không chọn thăng cấp, chính là vì tìm kiếm chút may mắn để được hồi sinh, rồi gặp Tây Môn Hổ Tiếu à? Đúng, nhắc đến Tây Môn Hổ Tiếu, Trương Mộ Cổ liền nghiến răng nói, cậu ta nhất định phải chết. Được. Nhưng hồi sinh thi đấu có 8 bảng đua, không chắc là cậu có thể gặp được Tây Môn Hổ Tiếu. Thạch Cửu Thiên đánh trống lảng, khẽ cười nói, nhưng tôi có một số mánh khóe, có thể động tay động chân, để cậu và Tây Môn Hổ Tiếu, chia ở cùng một bảng đấu. Thật sao? Trương Mộ Cổ phấn khích nói, nếu vậy, thì cảm ơn Thạch thiếu gia nhiều nhé. Khách sáo quá. Thạch Cửu Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tô Thương, nói tiếp, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn em họ của tôi đi, nếu không phải nhìn thấy cậu và em họ tôi nói chuyện với nhau, thì tôi cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Em họ sao? Người này lại là em họ của Thạch Cửu Thiên ở núi Thái Sơn sao? Trương Mộ Cổ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn khách sáo chắp tay, cảm ơn Tô Đại Thiếu gia. Anh Trương Mộ Cổ, không cần khách sáo. Tô Thương nói, anh nói chuyện ăn ý với Vương Đại Thiếu gia như vậy, lại còn để cậu ấy thăng cấp, đáng lẽ là chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Không không không. Trương Mộ Cổ vội vàng nói, anh phú quý danh xứng với thực, anh ấy cho tôi một loại cảm giác khiến tim tôi đập rất mạnh, rất khó đối phó, mục tiêu của tôi là Tây Môn Hổ Tiếu, đương nhiên không muốn hai bên tổn hại. Hơn nữa, tôi và anh phú quý đều là thiên tài của giới âm nhạc, tôi đánh trống. Anh ấy thổi kèn sona, chúng tôi làm thành một nhóm, nhất định. Dừng lại. Tô Thương nghe vậy, sầm mặt lại nói, đừng nói nữa, tôi xin hai người đấy, bây giờ nghe đến mấy chữ nhân tài âm nhạc này, đầu tôi liền đau như búa bổ ấy. Con mẹ nó, Tô Đại Thiếu gia, đó là cậu không biết thưởng thức đấy thôi, anh Trương Mộ Cổ đừng quan tâm đến cậu ấy, nào nào nào, chúng ta sang bên kia nói về chuyện lập nhóm đi. Vương Phú Quý kéo Trương Mộ Cổ. Tới bên khác, hai người càng nói chuyện lại càng vui mừng, kích động quá còn khua chân múa tay. Nếu không phải ảnh hưởng đến cuộc thi đấu tiếp theo, thì chắc chắn bọn họ sẽ trình diễn một ca khúc luôn đó. Em họ, người bạn tên Vương Phú Quý của em, được đấy, thế mà lại là người tu chân. Lúc này, trên mặt Thạch Cửu Thiên nở một nụ cười nhìn về phía Tô Thương, tò mò nói em có kỳ lạ không chứ, thông tin của Vương Phú Quý đã được truyền cho anh. Cậu ta xuất thân bình thường, 1 tháng trước vẫn là công tử bột, làm sao đột nhiên liền biến thành người tu chân được vậy, em họ,
em biết có chuyện gì xảy ra không? Ha ha! Tô Thương đón nhận ánh mắt của Thạch Cửu Thiên, khẽ cười nói, anh họ, anh đừng thăm dò em nữa, em không định giấu anh đâu, chỉ là chưa kịp nói thôi. Không sai, tôi là người tu chân, công pháp tu chân của Vương Phú Quý, là em truyền cho cậu ấy đấy. Ha ha ha! Thạch Cửu Thiên nghe vậy, không nhịn cười nói, được, được, em họ, anh cảm thấy em không bình thường giống như vẻ bề ngoài của em đó nha. Nói ra thì cũng là, với tư cách là thế hệ sau của Tô Vô Kỵ, sao có thể không tu chân được chứ? Hả? Tô Thương khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, anh họ, sao anh biết được thân phận của em thế? Theo như thông tin mà Tô Thương có được, bây giờ giới luyện võ, có rất ít người biết nhà họ Tô ở Giang Bắc, chính là nhà họ Tô ở núi Côn Luân. Lão độc vật của vùng thâm sâu Vân Vũ biết chuyện này, trước đây từng đến Giang Bắc, hạ độc cha. Nhưng sau đó, lão độc vật bị trụ cột còn sót lại của nhà họ Tô đánh cho rút lui, hơn nữa ông ta cũng muốn độc chiếm công pháp tu chân, nên không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn tới việc nhiều người ngấp nghé hơn, kể từ đó, ông ta cũng không có cơ hội nữa. Ngoại trừ lão độc vật ra, chắc là chỉ có mấy người biết rồi bảo với lão môn chủ của võ đang. Ví dụ như Trương Trọng Ngu của Dược Vương, Thiên Niên Sát Thiên Sơn Tuyết của núi Cửu Phong, những người khác chắc là không biết thì phải. Ha ha, em họ, không chỉ có anh biết, mà ông nội anh cũng biết nữa, nhưng em yên tâm, chúng ta sẽ giữ bí mật. Thạch Cửu Thiên nói nhỏ. Tô Thương khẽ gật đầu, trong lòng có chút nghi ngờ, không hiểu Sơn Chủ Thạch Hạo Hãn của núi Thái Sơn có ý gì đây. Nếu biết lai lịch của nhà họ Tô, thì tại sao vừa đến cửa đã muốn công pháp tu chân, tại sao lại giữ bí mật, chẳng lẽ ông ấy còn bận tâm đến huyết mạch tình thân sao? Em họ, em có thể nói cho anh biết, em ở cảnh giới nào không, nếu so sánh với Vương Phú Quý, thì ai mạnh ai yếu? Lúc này, Thạch Cửu Thiên tò mò hỏi. Tô Thương không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi đáp lại, em với cậu ấy cảnh giới giống nhau, nhưng em mạnh hơn một chút. Như vậy à? Vậy thực lực anh thấy lúc trước, sao lại là người luyện võ có cảnh giới thấp nhất vậy? Thạch Cửu Thiên nghi ngờ nói. Chỉ giả vờ thôi anh. Tô Thương nói tiếp, bây giờ em đang có một thủ đoạn, có thể xóa sổ được thần tông trung kỳ, anh họ, cuộc thi tiếp theo, anh cũng nên cẩn thận đi, nếu như gặp phải em, thì em sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, được lắm, được lắm. Sâu trong đáy lòng, Thạch Cửu Thiên thấy rất vui vẻ, cười nói, lúc đầu anh tưởng. Anh có thể dễ dàng lấy được danh hiệu đứng đầu, nhưng thấy được đại hội võ thuật trăm phái năm nay, xuất hiện biết bao nhiêu là thiên tài, đặc biệt là vương giả của Thiên Cơ Môn, nói thật, trong lòng anh có chút không yên đấy. Nhưng em họ, bây giờ thì hay rồi, em mạnh như vậy, chúng ta liền có nhiều hơn một phần hy vọng. Thạch Cửu Thiên nắm tay khoác lên vai Tô Thương, cười nói, nếu như em có thể đoạt giải quán quân, ông nội anh tất nhiên sẽ đồng ý, thả cô Ngọc Yến ra. Tô Thương không muốn tiếp tục nói chủ đề này, nhẹ nhàng cười một tiếng thì sẽ không cần phải nói nhiều lời nữa. Thạch Cửu Thiên cũng nhìn ra, giữa em họ và ông nội có sự ngăn cách, cũng không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, cậu ấy ngồi xổm xuống nhìn về phía Tô Du Du ở bên cạnh, giang tay khẽ cười nói, cháu gái ngoan, nào, để bác ôm một chút nào. Tô Du Du nhào vào ngực Thạch Cửu Thiên. Sau đó Bi Ba Bi Bô cười nói, bác ơi, lúc nãy bác lợi hại thật, không hề động thủ, mà cũng dọa cho đám người xấu chạy mất dép. Ha ha, đương nhiên rồi, bác phô siêu phàm như vậy đó, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, thực ra bác cũng mới chỉ dùng một tí ti thực lực thôi. Thạch Cửu Thiên được cháu gái khen ngợi, vô cùng mừng rỡ, cảm thấy bản thân có chút vui mừng, bắt đầu nói khoác về chính bản thân mình. Thôi đi, còn kém xa so với cha cháu. Tô Du Du nói nhỏ thì thầm. Cháu gái ngoan, cháu nói cái gì thế? Ha ha, bác ơi, cháu nói bác lợi hại thật đó, bác giỏi quá đi, nếu như ở nhà trẻ, thì cô giáo sẽ cho bác một bông hoa nhỏ đấy. Chấm chấm chấm. Nhìn lấy Thạch Cửu Thiên vừa cười vừa nói với Tô Du Du, Tô Thương cũng nở nụ cười theo. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh ấy liền dừng lại ở vị trí giữa trên lôi đài, bởi vì bảng đua thứ 5 kết thúc. Thì người dự thi của bảng đua thứ 6, đã bắt đầu lên sàn rồi. Đến lượt tôi rồi à? Tô Thương nhếch miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt, sau đó nhún người nhảy lên lôi đài,
bình tĩnh ung dung đứng ở chính giữa vị trí. Tô Thương cũng không có danh tiếng gì, các thiên tài của các ngọn núi trong giới luyện võ nhiều như thế, căn bản sẽ không có ai chú ý đến anh ấy. Cho nên, anh ấy trèo lên lôi đài, người xem ở phía dưới không có động tĩnh gì, nhưng có một người, lại có được sự thu hút. Người này, là thiên tài cao cấp đến từ núi Nga Mi, Triệu Chỉ Nhược. Giờ này phút này, một người con gái mặc chiếc váy dài màu lam nhạt như tiên nữ, đứng giữa lôi đài. Dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước, khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết đúng chuẩn, cực kỳ tuyệt diễm. Trên tay cô cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Cô chính là thiên tài cực mạnh của núi Nga Mi, Triệu Chỉ Nhược. Xét về nhan sắc, Triệu Chỉ Nhược cũng không thua kém gì Thiên Sơn Tuyết và Lan Diệu Y, rất nhiều người trong giới luyện võ yêu thích cô, nhưng không ai nhớ thương cô. Bởi vì môn phái của Triệu Chỉ Nhược là một phái đạo sĩ, chính là đạo sĩ phái Nga Mi. Quả thực mà nói, Triệu Chỉ Nhược là một ni cô tu hành có tóc, sớm muộn cũng sẽ quy y đạo môn, tất nhiên không có ai sẽ có ý đồ gì với một nữ đạo sĩ rồi. Có điều, Triệu Chỉ Nhược thật sự là quá đẹp, cô ấy không chỉ có nhan sắc tuyệt vời, mà võ đạo bẩm sinh cũng làm người khác cực kỳ ngạc nhiên, có thể so sánh với thiên tài đỉnh phong. Nhất là kiếm pháp một tay của cô, xưa nay có 102, đến quan chủ đạo sĩ phái Nga Mi cũng khen không ngớt lời. Lúc này, Triệu Chỉ Nhược duyên dáng yêu kiều, đứng giữa lôi đài, toàn thân phát ra uy thế, khiến người khác sợ hãi. Nhiều người dự thi trên lôi đài như vậy, lại không ai dám đi đến trước cô trong vòng ba trước. Đạo sĩ Nga Mi, Triệu Chỉ Nhược. Hôm qua vừa thấy danh sách, Aya, vượt qua vòng này trong vô vọng rồi, đệ nhất ở đường đua thứ 6, không phải Triệu Chỉ Nhược hay sao? Cút con mẹ nó đi, chỉ là đồ bỏ đi cảnh giới Thiên Tông đỉnh phong, dù là không có Triệu Chỉ Nhược, cậu cũng không có khả năng qua vòng này đâu. Ha ha, sớm đã nghe nói Triệu Chỉ Nhược đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể ở gần như vậy mà nhìn Triệu Chỉ Nhược, dù là bị đánh xuống lôi đài, cũng không tiếc nữa. Đáng tiếc quá, cô gái xinh đẹp như vậy, thế mà xuất thân là đạo sĩ Nga Mi, phung phí của trời quá. Anh em, anh còn có cơ hội đó, nghe nói Triệu Chỉ Nhược mang tóc tu hành, còn chưa trở thành đệ tử chính thức của đạo sĩ Nga Mi đâu, nếu anh biểu hiện tốt một chút, đại sát tứ phương, làm cho Triệu Chỉ Nhược ngưỡng mộ, nói không chừng cô ấy sẽ từ chối quy y đạo môn, cùng anh kết hôn sinh con đấy. Anh trai à, anh đừng nói lung tung thế chứ, ai mà không biết lão quan chủ của đạo sĩ Nga Mi chứ, một sư thái giết người không chớp mắt, trông coi nghiêm ngặt Triệu Chỉ Nhược, thậm chí không cho phép đàn ông nhìn cô ấy quá 10 giây, con mẹ nó lời này của anh mà đến tai của lão sư thái, tôi chắc chắn phải chết không nghi ngờ rồi. Đừng nhìn Triệu Chỉ Nhược nữa, để tránh ánh mắt lão sư thái nhìn qua, mọi người giữ đúng phép tắc kỳ thi đi nha, nếu không thì cục diện sẽ thê thảm lắm đó. Chấm chấm chấm. Tại hiện trường, lúc mọi người đang bình luận ầm ĩ, bỗng nhiên phát giác được ở phía trên, có một luồng khí tức lạnh lùng quét qua, lập tức bị dọa đến thu lại ánh mắt, thành thành thật thật cúi đầu xuống. Còn về Tô Thương, từ đầu đến cuối giống như một vật thể trong suốt nhỏ, đứng trong một góc không người chú ý. Triệu Chỉ Nhược. Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Triệu Chỉ Nhược, nghiêm túc quan sát, khẽ cười nói, được đó, thần tông sơ kỳ, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, đường đua thứ 6 còn 2 thần tông sơ kỳ, nhưng lại không phải là đối thủ của cô. Nếu như mình không xuất hiện, cô ta tất nhiên có thể thành công bước vào vòng tiếp theo rồi, đáng tiếc, bây giờ cô không còn cơ hội rồi, chỉ có thể chờ đến lễ phục sinh thôi nha. Tô Thương cười lắc đầu, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Nhưng lúc này, anh bỗng nhiên nhận ra được, chuôi kiếm trong trường kiếm mà Triệu Chỉ Nhược đang cầm, treo một cái linh kiện trang trí màu nâu đậm. Vật này nhỏ khác thường, mà lại khá ngọn, giống như là đỉnh tháp, phía trên hiện đầy hoa văn thần bí khó lường. Hửm, đây là... Tô Thương cẩn thận quan sát, một lát sau, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, tháp hư không, đỉnh tháp. Đúng vậy. Trang sức trên thanh kiếm mà Triệu Chỉ Nhược đeo, chính là ngọn của tháp hư không, là phần quan trọng nhất. Tô Thương hoàn toàn không ngờ được, ngọn của tháp hư không, lại được dùng làm đồ trang sức, treo trên trường kiếm ở tư thế bỏ đi như vậy. Phải lấy lại. Khốn nạn.
nhất định phải lấy về. Ánh mắt Tô Thương nóng như lửa đốt, không ngừng nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm trên tay Triệu Chỉ Nhược. Bù! Nhưng vào lúc này, Tô Thương cảm nhận được ở phía xa chỗ ngồi phía trên, có một ánh mắt kinh khủng, đang nhìn chăm chú chính mình. Tô Thương tất nhiên không sợ, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của đối phương. Ngay sau đó, một khuôn mặt già nua, một lão ni cô mặc áo đạo sĩ màu xám nhạt, liền xuất hiện trước mặt Tô Thương. Lão ni cô đội một cái mũ, trong tay cầm một cây phất trần, sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm Tô Thương. Bà ta chính là lão quan chủ đạo sĩ phái Nga Mi, Từ Thiện Sư Thái, khuôn mặt lộ ra vẻ hiền lành. Nhưng trên thực tế, danh tiếng của bà ta tại giới luyện võ lại hoàn toàn ngược lại, tác phong làm việc hung ác độc tàn, một khi ra tay là tiêu diệt hết cả nhà. Tất nhiên, người mà Từ Thiện Sư Thái dế tê chết, đều là người đại gian đại ác, chừng trị cái ác để hướng thiện, thì bà ta không hề lưu tình. Giờ phút này, chấm, Từ Thiện Sư Thái từ phía xa nhìn Tô Thương, nhìn thấy Tô Thương đón nhận ánh mắt của mình, đồng thời lại không sợ hãi chút nào, nhất thời có chút kinh ngạc. Có điều, ngược lại, bà ta liền hừm lạnh một tiếng, không để ý mọi người ở đây, mặt trầm như nước, cậu thanh niên này, dự thi thì cứ là mà thi đi, xin chú ý dáng vẻ của cậu, đừng dùng ánh mắt này mà nhìn Chỉ Nhược, nếu không thì hai mắt cậu khó mà giữ được lắm đó. Ha ha, Tô Thương nghe vậy, lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói, Sư Thái, bà đang uy hiếp tôi hả? Đúng thì sao, trong ánh mắt của Từ Thiện Sư Thái đều là sư khinh thường, giọng điệu lạnh lùng nói. Đệ tử nhà bà ra ngoài, còn không cho phép người khác nhìn sao? Tô Thương nhíu mày. Đúng, tôi bá đạo vậy đó. Từ Thiện Sư Thái lạnh lùng nói, giới luyện võ có người nào không biết chứ, chỉ cần tôi ở đây, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nhìn Triệu Chỉ Nhược quá 10 giây. Huống hồ, trong ánh mắt mà cậu nhìn Chỉ Nhược lúc nãy, tràn đầy nóng bỏng, trong lòng tất nhiên là đã có suy nghĩ bẩn thỉu với Chỉ Nhược rồi. Từ Thiện Sư Thái sắc mặt khó coi nói, tôi chưa ra tay với cậu, là nể mặt đạo trưởng Thiên Cơ Môn, nếu là ở bên ngoài, cậu đã sớm biến thành một cái xác rồi. Nóng bỏng, con mẹ nó, ông đây chẳng qua là thấy được ngọn tháp của tháp hư không, chứ không phải vì Triệu Chỉ Nhược. Tô Thương cảm thấy thật buồn cười, có điều chuyện cho tới nước này, anh ấy không giải thích gì thêm, mà lộ ra một nụ cười đều giả. Sư Thái, Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, cho dù là tôi có ý nghĩ đó với Triệu Chỉ Nhược, vậy thì sao chứ, tình yêu giữa nam và nữ là chuyện hết sức bình thường mà. Huống hồ, đồ đệ của bà lại xinh đẹp như vậy, có đàn ông nào mà không thích chứ, tôi lại không sờ vào hay trêu chọc gì, chẳng qua chỉ là nhìn bằng hai mắt, chính mình ảo tưởng nghĩ một lúc, cũng không được sao, bà quản không phải rộng quá rồi đó chứ. Tô Thương mở miệng khiêu khích. Anh, chấm ans đừng nói lung tung. Đúng lúc này, Triệu Chỉ Nhược vẫn luôn im lặng nhìn sang Tô Thương, khuôn mặt ngọc ửng đỏ nói. Bởi vì ít khi rời khỏi núi, nên Triệu Chỉ Nhược đơn thuần giống như một con cừu non sợ hãi xã hội, lời nói ra cũng không dám to tiếng. Hôm nay, lần đầu tiên có người đàn ông ở trước mặt cô, nói chuyện với cô, nói có ý nghĩ gì đó với mình, chuyện này khiến cô không biết làm sao. Nhất là, Tô Thương còn nói tưởng tượng với mình, tưởng tượng cái gì chứ? Triệu Chỉ Nhược ngượng ngùng, đồng thời cực kỳ hiếu kỳ, nhưng sau đó lại nghe thấy Tô Thương chống đối sư phụ mình. Cô biết thủ đoạn của sư phụ, sợ cơn nóng giận của sư phụ sẽ làm bà ấy lên lôi đài giết người mất, vì thế mới vội vàng mở miệng ngăn cản Tô Thương. Chỉ Nhược. Tô Thương nghe nói như thế, từ từ nhẹ nhàng đi qua chỗ Triệu Chỉ Nhược, dịu dàng cười nói, cô biết sư phụ cô giết người như cỏ rác, lo lắng bà ta sẽ giết tôi, nên giải vây giúp tôi đó hả, cảm ơn cô nha, cô thật tốt với tôi quá mà. Tô Thương từ trước tới giờ luôn không chịu thua thiệt. Đạo sĩ phái Nga Mi Từ Thiện Sư Thái, vừa mở miệng là vênh váo hung hăng, sau đó còn uy hiếp Tô Thương. Cái này khiến cho Tô Thương rất khó chịu, vì thế cố ý nói ra lời này, để khiêu khích Từ Thiện Sư Thái. Không, không phải. Triệu Chỉ Nhược nghe vậy, đột nhiên căng thẳng cực kỳ, liên tục khuya tay giải thích nói, anh đừng nói lung tung, sư phụ tôi tính khí không tốt, nếu anh cứ nói lung tung nữa thì bà ấy sẽ giết anh thật đó. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Ai ngờ, Tô Thương nghe nói như thế, lại nhìn qua Triệu Chỉ Nhược,
làm như cô là mối tình thầm kín của anh mà nói ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hôm nay dù chết tôi cũng phải công khai người mình yêu chứ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh, đoan trang làm vợ, làm người bạn đời, xứng đôi vừa lứa. Triệu Chỉ Nhược, tôi thích cô đẹp quá, tôi đối với cô vừa thấy đã yêu, tôi muốn có được cô đồng ý làm bạn gái tôi không? Tô Thương trực tiếp thổ lộ. A hát, cơ hội Triệu Chỉ Nhược nói chuyện với đàn ông là cực kỳ ít, chưa khi nào gặp loại tình huống thế này, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ ửng lên, ngón tay không ngừng nhào nặn váy chính mình, càng không biết nên làm thế nào. Người anh em này là ai vậy, lại dám trước mặt Từ Thiện Sư Thái đùa giỡn Triệu Chỉ Nhược, anh ta thật sự không muốn sống nữa sao? Triệu Chỉ Nhược rất ít khi xuất hiện, bình thường đều chờ ở núi Nga Mi, tùy ý để Từ Thiện Sư Thái đưa đi tham gia các loại hoạt động. Tôi nhớ có một thanh niên tài tuấn, bởi vì không nghe khuyên can mà nhìn Triệu Chỉ Nhược vài lần, bây giờ trở thành người mù ở nhà rồi đấy. Người anh em này dám to gan như thế hả, gan tới mức tôi sợ quá rồi đây này. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trong nhà người anh em này chắc muốn có tang lễ rồi đây, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh ta. Chấm chấm chấm. Trên dưới lôi đài, mọi người nhốn nháo mở miệng, muốn xem náo nhiệt nên nhìn sang Tô Thương, kết luận Tô Thương chắc chắn phải chết. Cái tên Tô Thương này, lại gây chuyện nữa rồi. Lúc này, ngồi phía trên cao, Thiên Sơn Tuyết vẫn luôn ngồi quan sát những chuyện xảy ra dưới lôi đài, nhưng cô cũng không ghen tuông gì. Kỳ thực, ánh mắt Thiên Sơn Tuyết vẫn chưa từng rời khỏi người Tô Thương, luôn chú ý tới anh. Vì thế, cô nhìn thấy, Tô Thương từ ngay từ đầu căn bản không chú ý đến Triệu Chỉ Nhược. Lúc Tô Thương nhìn chăm chú không rời, là nhìn thấy bội kiếm của Triệu Chỉ Nhược, chắc chắn là Tô Thương có hứng thú với cây kiếm đó, vì thế Tô Thương mới có thể dùng ánh mắt nóng rực đó mà nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Cái thứ email protected, đáng này, chết đi cho tôi. Lúc này, Từ Thiện Sư Thái không thể nhịn được nữa, lập tức liền đứng bật dậy, rút ra bội kiếm của mình, giận không kiềm được mà hướng về Tô Thương chém ra một nhát. Nhưng vào lúc này, Thiên Sơn Tuyết cũng đứng lên, ngón tay mảnh khảnh không ngừng biến động. Chốc lát, tại hiện trường nhiệt độ thấp đến đóng băng, một đóa hoa tuyết ngưng tụ trong tay cô. Sau một giây, hoa tuyết bay ra, trực tiếp đánh tan kiếm khí của Từ Thiện Sư Thái. Dư âm kinh khủng của cuộc chiến, lập tức đẩy ra xung quanh tứ phía, may mà tiếp xúc giữa không trung nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cả người xem rồi. Hửm! Từ Thiện Sư Thái nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết đỡ được kiếm khí của mình, liền nhíu mày nói, Thiên Sơn Tuyết, cô làm vậy là có ý gì? Sư Thái, đây là đại hội võ thuật, bà tùy tiện ra tay, không thích hợp lắm nha. Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà trả lời. Hừm, Từ Thiện Sư Thái tức giận nói, tên này rất đồi trụy, trước mặt mọi người đùa giỡn Triệu Chỉ Nhược, cậu ta đáng chết. Ha ha, Sư Thái, Tô Thương là chồng của tôi, anh ấy cũng thuộc kiểu không giữ mồm giữ miệng, cũng không có ác ý gì khác đâu, chắc là trước đó bà cứ vênh váo hung hăng, chọc giận anh ấy, nên anh ấy mới nói ra những lời đó, chủ yếu để khiêu khích bà thôi. Vừa nói, Thiên Sơn Tuyết nhìn về phía Tô Thương, khẽ cười nói, Tô Thương. Có phải như vậy không? Ha ha, đúng là vợ của anh có khác. Tô Thương nghênh đón ánh mắt Thiên Sơn Tuyết, cười cười nói, cái lão Nico này quá đáng lắm, cứ nhìn anh như để phòng cướp, anh cũng có làm gì đâu mà đã uy hiếp anh rồi. Sư Thái, bà cũng đã nghe rồi đó, đôi khi nói chuyện khách sáo một chút, sẽ giảm bớt rất nhiều tranh chấp không cần thiết đó. Thiên Sơn Tuyết mặc dù cười nói, nhưng trong giọng nói đó lại không hề có chút mềm yếu nào. Nếu như Từ Thiện Sư Thái không chịu nhượng bộ, cô sẽ không ngại vì bảo vệ Tô Thương mà lựa chọn đối đầu với núi Nga Mi. Khách sáo. Cậu ta chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, tôi cần phải khách sáo. Bỗng nhiên, Từ Thiện Sư Thái nhận ra điều gì đó, nhất thời kinh ngạc nói. Thiên Sơn Tuyết, cô vừa mới nói, cậu ta là chồng của cô. Đúng vậy. Thiên Sơn Tuyết không giấu giếm, trước mặt mọi người nói, Tô Thương chính là chồng của tôi. Là cha của Du Du và Tinh Hà. Vù. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại hiện trường lập tức sôi sục lên, họ đều khiếp sợ không thôi. Cây ếch ủng bố thật chứ.
Cái tên Tô Thương này, thứ quái quỷ gì thế, trước đây chưa từng nghe qua luôn nha. Sớm nghe nói Thiên Sơn Tuyết ở núi Cửu Phong chưa lập gia đình nhưng đã sinh con, lại không ngờ rằng chồng cô ấy lại là một kẻ rác rưởi. Tin tức của mấy người lạc hậu quá đi, Tô Thương thật sự không đơn giản đâu nha, bên cạnh có một vị siêu cường đại bảo vệ, đêm qua tại Xuân Quang Lâu, anh ta trước mặt mọi người nói muốn chơi hoa khôi, kết quả là đã ngủ với Lan Diệu Y thật đó. Con mẹ nó, lừa người hả, chuyện này sao lại có thể chứ, Lan Diệu Y là nhân vật nào chứ, thiên tài theo đuổi cô ấy nhiều như vậy, sao lại để Tô Thương đắc ý vậy được. Là thật đó, chính miệng Lan Diệu Y thừa nhận mà, không phải giả đâu, Phật tử vô cơ, Tây Môn Long Ngâm, hai thiên tài đỉnh phong này còn vì cô ấy mà ra mặt, định dạy dỗ Tô Thương một trận, kết quả là bị người bảo vệ của Tô Thương ép lui rồi. Tôi cũng nghe nói, Thiên Sơn Tuyết cũng đi Xuân Quang Lâu, không những không trách Tô Thương, ngược lại còn đi cùng với Tô Thương nữa, có lẽ hai người này lửa gần rơm, lại làm chuyện người lớn để rồi. Nam Tuyết Bắc Lân, hai mỹ nữ giới luyện võ, đều đút túi hết rồi, giờ lại còn đùa giỡn chịu chỉ nhược, cái tên xấu xa Tô Thương này, thật sự quá xấu xa rồi. Lời Thiên Sơn Tuyết nói ra, khiến cho mọi người một phen chấn động, cũng chính lúc này, Tô Thương lập tức trở thành tiêu điểm của hiện trường. Hừm. Lúc này, Từ Thiện Sư Thái hừm lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống, nói, nếu tên nhóc này có quan hệ với cô như vậy, tôi sẽ tha cho cậu ta một lần. Chỉ nhược, chờ đến lúc tranh tài, không được lưu tình, dùng kiếm trong tay con, giết chết người này đi. Vâng, sư phụ, nghe được mệnh lệnh của sư phụ, Triệu Chỉ Nhược cung kính chắp tay. Nhưng không biết vì sao, trong nội tâm của cô cũng có một chút khó xử, không muốn nghe theo mệnh lệnh của sư phụ. Thiên Sơn Tuyết, tôi nể mặt cô, cũng vì quy tắc của Đại hội Võ Thuật. Từ Thiện Sư Thái nhìn theo hướng Thiên Sơn Tuyết, cười lạnh nói, đợi chút nữa trên lôi đài, bất luận xảy ra chuyện gì, cô không được nhúng tay vào, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đó là tất nhiên rồi. Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống. Cậu chủ, cái lão Nico này có sát ý rất nặng với anh, để tôi xử lý bà ta nha. Lúc này, Ali dưới lôi đài dùng linh hồn truyền âm nói. Không cần thiết. Tô Thương lắc đầu, ngăn cản Ali, sau đó ánh mắt tùy ý nhìn vào Triệu Chỉ Nhược, cười nói, cô Chỉ Nhược, cô sẽ nghe lời sư phụ mà ra tay giết tôi hay sao? Tô thiếu gia. Triệu Chỉ Nhược từ trong lời nói của Thiên Sơn Tuyết, biết được danh tính của Tô Thương, đỏ mặt nghiến răng nói, tôi cũng không muốn thế này, nhưng lệnh của sư phụ thì khó mà làm trái. Ồ thế sao? Tô Thương lộ ra một nụ cười, vui vẻ nói, chúng ta cược một ván, thế nào hả? Đánh cược. Triệu Chỉ Nhược nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc lộ ra vẻ hiếu kỳ, cảm giác nói, anh muốn đánh cược cái gì? Chính là cược cô sẽ nương tay với tôi hay không? Tô Thương khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào mắt của Tô Thương, lập tức cảm nhận được sự nồng nhiệt trong ánh mắt của Tô Thương. Khuôn mặt ngọc ngà liền đỏ ửng lên. Giờ này phút này, trong lòng Triệu Chỉ Nhược vô cùng căng thẳng, dường như có một con nai nhỏ đang chạy loạn xạ ở trong lòng, hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt tròn đỏ ửng như mặt trời. Sau khi khựng người lại một lúc, Triệu Chỉ Nhược mới phản ứng lại, thận trọng ngẩng đầu lên liếc nhìn sư phụ, kết quả liền phát hiện ra Từ Thiện Sư Thái đang vô cùng tức giận. Triệu Chỉ Nhược bị dọa cho biến sắc, lập tức nói, không đâu, Tô thiếu gia, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Trên lôi đài, anh và tôi đều phải dốc toàn lực ra, ai cũng đừng nương tay. Nhưng tôi cảm thấy, cô sẽ nương tay. Tô Thương mỉm cười nói, cô Chỉ Nhược, vậy thì quyết định vậy đi, tôi cược cô sẽ nương tay với tôi, cô cược không? Nếu đã cược thì phải có phần thưởng cao mới được, nếu không thì không có gì vui cả. Tô Thương nhìn thanh kiếm Triệu Chỉ Nhược đang đeo bên mình, cười đùa nói, cô Chỉ Nhược. Thanh kiếm này chắc là cô đã đeo nhiều năm rồi nhỉ? Đúng, đúng vậy. Triệu Chỉ Nhược giống như một con cừu non đang sợ hãi, thành thực đáp lại, đây chính là bảo vật Trấn Sơn của Nga Mi chúng tôi, từ lúc tôi 5 tuổi đã luôn đeo nó này rồi. Thật ngưỡng mộ thanh kiếm này quá, có thể giờ giờ phút phút được ở bên cạnh cô Chỉ Nhược, nếu như có thể được lựa chọn thì tôi nguyện biến thành thanh kiếm này, như vậy thì có thể luôn được kề cận bên cạnh cô Chỉ Nhược rồi. Tô Thương tình chân ý thiết nói. Anh,
Khuôn mặt ngọc của Triệu Chỉ Nhược đỏ ửng lên, không ngừng cắn đôi môi đỏ của mình, thẹn thùng nói, anh đừng nói với tôi mấy lời như vậy, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng tôi không nhịn được mà. Tô Thương Thâm tình, chậm rãi nói, cô Chỉ Nhược, tôi vừa gặp cô đã trúng tiếng sét ái tình rồi, căn bản không có cách nào khống chế được tình yêu của tôi dành cho cô, tôi chỉ muốn được nhìn thấy, nghe thấy giọng nói của cô. Anh. Đối diện với lời tỏ tình mãnh liệt lại thẳng thắn như vậy, Triệu Chỉ Nhược vô cùng kích động, cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Cô Chỉ Nhược. Tô Thương nghe vậy, sau khi khẽ cười thì lại trở về ngay chủ đề chính nói, nếu như thanh kiếm này đối với cô quan trọng như vậy, vậy thì chúng ta lấy thanh kiếm này ra cược đi. Tôi tin tôi nhất định sẽ thắng, mà tôi cũng không muốn lấy đi thanh kiếm của cô, chỉ muốn có được một thứ đồ trên người của cô, xem như là vật kỷ niệm mà thôi. Tô Thương nói ra mục đích của mình, cô xem như vậy thế nào, trên đuôi kiếm của cô có một cái phụ kiện, nhỏ nhỏ, nhọn nhọn, tôi cảm thấy cái thứ đó rất hay, chúng ta lấy nó làm vật cá cược nhé. Không được. Triệu Chỉ Nhược trực tiếp từ chối, nghiêm túc nói cái đó vẫn luôn gắn với đóa hoa sen ở trên thanh kiếm, mặc dù thôi không biết dùng để làm gì, nhưng tuyệt đối không thể đem ra cược được. Ha ha, cô Chỉ Nhược, còn chưa đánh cược mà cô đã biết mình sẽ thua rồi sao? Tô Thương chăm chú nhìn Triệu Chỉ Nhược, cười đùa nói, nếu nói như vậy, cô Chỉ Nhược, cô thật sự sẽ nương tay với tôi, cho dù có cơ hội, cũng sẽ không giết tôi, ha ha, xem ra trong lòng cô Chỉ Nhược thật sự có tôi mà. Không không không, tôi không có. Triệu Chỉ Nhược xấu hổ không chịu nổi, vội vàng khoát tay. Tô Thương lại hỏi ngược lại, vậy thì tại sao cô không dám cược chứ? Tôi. Triệu Chỉ Nhược đang muốn nói cái gì, thì vào lúc này, Từ Thiện Sư Thái đang ngồi ở trên cao, liền lạnh giọng nói, Chỉ Nhược, cược với cậu ta đi. Vâng, sư phụ. Sư phụ có lệnh, Triệu Chỉ Nhược liền không do dự nữa, lập tức nắm lấy thanh kiếm rồi hành lễ, nhận lời cá cược với Tô Thương. Tô Thương. Lúc này, Từ Thiện Sư Thái mặt trầm như nước, tức giận nói, cái đồ thô lỗ nhà cậu, muốn tìm chết. Chỉ Nhược là đệ tử của tôi và được tôi dạy bảo từ nhỏ, không bao giờ dám trái lệnh tôi, cho nên nếu cậu thua, tôi sẽ kêu nó dùng kiếm đâm vào tim cậu. Từ Thiện Sư Thái lạnh lùng cười nói, hừ, tên háo sắc, trước mặt mọi người mà dám trêu đùa đệ tử của tôi, chọc đến giới hạn cuối cùng của tôi, cậu chết cũng chưa hết tội. Sư Thái, lời này vừa nói ra, Tô Thương còn chưa mở miệng thì Thiên Sơn Tuyết đã cười nói, lời này của bà không khỏi quá cực đoan rồi, có lẽ đệ tử của bà, thật sự cũng có động lòng rồi cũng nên. Tuyệt đối không thể. Từ Thiện Sư Thái chắc chắn nói, sau đó nhìn sang Thiên Sơn Tuyết, cười nhạo nói, Thiên Sơn Tuyết, nếu như Tô Thương đã là chồng của cô, cậu ta lại ở trước mặt mọi người trêu ghẹo con gái, mà cô vẫn ngồi yên nhìn mặc kệ sao? Như vậy thì sao chứ? Thiên Sơn Tuyết vuốt mấy sợi tóc trên trán, khẽ cười nói, nếu như người đàn ông của tôi thành công, thì chứng tỏ anh ấy có bản lĩnh, tôi không có chọn sai người, thêm một cô em gái, kỳ thực cũng rất tốt, bà cũng biết, những ngày tháng tôi làm minh chủ rồi đấy, rất thích cảm giác tiền hô hậu ủng, trong nhà không có mấy chị em gái, tôi không quen chút nào. Cô, Từ Thiện Sư Thái tức giận nói, hừ, Thiên Sơn Tuyết, cô là minh chủ cao quý, mà ngay cả chồng mình cũng không quản được, đúng là nhục nhã mà. Sư Thái, tôi đúng là quản không tốt, nhưng ít nhất tôi còn có chồng, không như ai kia, đến cuối đời cũng chưa từng được nếm trải cảm giác có chồng là gì. Thiên Sơn Tuyết thản nhiên nói. Tôi, Từ Thiện Sư Thái đương nhiên tự biết, ai kia mà Thiên Sơn Tuyết nói đến chính là chỉ bà ta. Điều này thật sự khiến cho Từ Thiện Sư Thái không kiềm được tức giận nữa. Cũng không còn mặt mũi để mà tranh luận vấn đề này với Thiên Sơn Tuyết trước mặt bao nhiêu người, thế là bà ta đành im miệng lại, không nói thêm lời nào. Tất cả mọi người ở đó, bao gồm các đại nhân vật đang ngồi trên cao, đều ngơ ngác nhìn nhau. Lợi hại, lợi hại! Thiên Sơn Tuyết đúng là một người vợ tốt nha, là người con gái lý tưởng nha, quá tuyệt vời, thật muốn cưới cô ấy quá. Tên Tô Thương này, có tài đức gì chứ? Vậy mà có thể có được người vợ như Thiên Sơn Tuyết vậy. Phía sau Tô Thương có một hộ vệ rất mạnh, xuất thân của anh ta hẳn là khiến người khác kinh sợ, nếu không núi Cửu Phong sẽ không bao giờ cho phép Thiên Sơn Tuyết có quan hệ với anh ta đâu. Chấm chấm chấm. Đám người nhao nhao lên bàn luận,
toàn bộ sự chú ý đều dồn về bối cảnh của Tô Thương. Tuyết Nhi, những lời em nói với bà già Nico kia quá là vô địch mà, ha ha ha. Lúc này, Tô Thương thông qua linh hồn truyền âm giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu của Thiên Sơn Tuyết, đồng thời anh cũng nói thêm, Tuyết Nhi, đừng ngạc nhiên, chỉ là truyền âm mà thôi, em đừng mở miệng, những lời em nghĩ trong lòng anh đều nghe được. Thiên Sơn Tuyết sau khi hết kinh ngạc thì mỉm cười nói, em cũng không muốn nói như vậy, nhưng từ thiện sư thái nói hơi quá đáng, em học hư của anh rồi, lúc trước em cũng không nói những lời như vậy. Ha ha, được, được, có tiền đồ, Tô Thương lần nữa tán thưởng. Anh bớt nói đi, Tô Thương, nói em nghe anh đang có ý đồ gì vậy, chắc không phải là thật sự nhìn chúng chịu chỉ nhược rồi chứ. Thiên Sơn Tuyết giọng điệu có chút không vui nói. Sao lại có thể? Tuyết Nhi, em còn không hiểu anh sao, anh không phải là loại người cứ gặp cái là yêu đâu. Tô Thương cười truyền âm nói, trên thanh kiếm của Triệu Chỉ Nhược có một đồ trang trí, đối với anh vô cùng quan trọng, nếu không anh mới không thèm bày ra trò này. Anh nói chính là cái mô hình nhỏ nhỏ giống như ngọn tháp kia sao? Thiên Sơn Tuyết nghi hoặc nói. Được rồi, đối với vụ cá cược này, anh có nắm chắc không? Có. Yên tâm đi, không nói nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tô Thương mỉm cười, sau đó thu lại tâm thức của mình. Kỳ thực, Trương Chỉ Nhược có nương tay hay không, Tô Thương cũng không dám chắc, nhưng có Ali ở đây, nắm chắc chuyện này không phải có rồi sao? Phải biết là, Ali là cửu vĩ hồ, am hiểu nhất chính là thuật mê hoặc lòng người. Đến lúc đó, chỉ cần Ali lên đài thi triển chút thủ đoạn, thì Trương Chỉ Nhược còn không ngoan ngoãn nghe theo sao. Nhưng mà, loại khống chế linh hồn này cũng có một sự tổn hại nhất định, ít nhất trong vòng 3 ngày sẽ vô cùng mệt mỏi. Cho nên Tô Thương đã dặn dò Ali, chỉ khi nhận được mệnh lệnh của mình thì mới được dùng mị thuật, khống chế cơ thể của Trương Chỉ Nhược. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Tô Thương liền đứng ở một góc, yên lặng chờ trận đấu bắt đầu. Khác biệt so với lúc trước chính là lúc trước Tô Thương chỉ là một người không ai biết đến, còn bây giờ anh đang là nhân vật được mọi người chú ý. Lúc này, ở phía trên cao, Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn nhìn Tô Thương, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, nghiêm túc nói, chỉ biết nói lời ngon ngọt, nhà họ Tô đúng là đời này đến đời khác không khác gì nhau. Mặc dù Tô thần binh vô liêm sỉ nhưng cũng có thực lực thật sự. Còn Tô Thương này thì tốt rồi, ngoại hình bóng bẩy, làm việc thì nửa vời, nhìn cảnh giới cũng chỉ là thiên tông, đúng là đồ bỏ đi. Đường đường là Tô Vô Kỵ vậy mà lại có con cháu như vậy, nếu như biết được e rằng cũng bật nắp quan tài mà sống lại. Anh Thạch, anh quen biết Tô Thương sao? Môn chủ Thiên Cơ Môn Vương Trọng Vân hiếu kỳ hỏi. Mặc dù lúc nãy Thạch Hạo Hãn chỉ lẩm bẩm ở trong lòng nhưng biểu cảm lại vô cùng khinh thường, cho nên Vương Trọng Vân mới hỏi như vậy. Quen. Thạch Hạo Hãn không hề giấu giếm, vuốt chòm râu nói ra, cậu ta còn có quan hệ huyết thống với tôi, là cháu ngoại của tôi. Cháu ngoại. Lão tổ tông Tây Môn Phong Vân của gia tộc Tây Môn nghe vậy, khẽ híp mắt lại cười nói, ai ai cũng biết, ông chỉ có một người con gái, đó chính là Thạch Ngọc Yến. 20 năm trước, dư nghiệt của nhà họ Tô tham gia đại hội võ thuật đã mang theo Thạch Ngọc Yến đi. Tây Môn Phong Vân nhíu mày nói, Tô Thương họ Tô. Thạch Hạo Hãn, cậu ta chắc không phải là con trai của tên dư nghiệt nhà họ Tô 20 năm trước kia đó chứ. Ha ha, anh Phong Vân, anh nhầm rồi. Vương Trọng Vân cười giải thích nói, về phần chuyện hậu nhân của nhà họ Tô, Thiên Cơ Môn chúng tôi rõ hơn ai hết. Bởi vì, sư tổ của tôi trước khi rời khỏi võ đang, đã để lại một bức thư, dặn dò chúng tôi cần phải đưa cho hậu nhân của nhà họ Tô. Cho nên, tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Thạch Ngọc Yến, muốn từ đó tìm được hậu nhân của nhà họ Tô, giao bức thư cho anh ta, nhưng vẫn chưa làm được. Vương Trọng Vân nói tiếp, khoảng 5 năm trước, có tin tức truyền về, nói Thạch Ngọc Yến bị hậu nhân nhà họ Tô đánh bại, đồng thời bị biến thành một người bình thường, thậm chí còn tự giận mình nên gả cho một gia tộc bình thường ở Giang Bắc, có vẻ như cũng họ Tô, sinh ra một trai, một gái. Các đại nhân vật ở đó, đều vô cùng quan tâm đến chuyện nhà họ Tô, rõ ràng cũng biết đến chuyện này. Nếu không thì bọn họ đã sớm sai người đến Giang Bắc ép nhà họ Tô giao ra công pháp thu chân rồi. Đúng là có chuyện như vậy,
Thạch Hạo Hán cũng không phủ nhận. Ha ha! Tây Môn Phong Vân cười nhạo nói, tin tức này là của 5 năm trước truyền về, theo như tôi biết, thì 5 năm trước Thạch Hạo Hán bắt con gái về vùng đất tế trời, đồng thời còn giam lỏng lại. Tôi cũng từng điều tra, cha ruột của Tô Thương tên là Tô Thần Binh, nhìn hình dáng và thân hình thì cực kỳ giống với tên Dư Nghiệt nhà họ Tô năm đó. Tây Môn Phong Vân nhìn Thạch Hạo Hán, cười đùa nói, tôi từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy Tô Thương chính là con trai của Thạch Ngọc Yến và Dư Nghiệt nhà họ Tô kia, Tô Thần Binh, chính là tên Dư Nghiệt đó. Nếu đó là thật thì Thạch Hạo Hán, ông vì muốn bảo vệ cho nhà họ Tô ở Giang Bắc, cố ý loan tin là Thạch Ngọc Yến sa ngã nên tìm một người khác để cưới, cũng có thể hiểu được. Tây Môn Phong Vân nói tiếp, hai người họ đều họ Tô, tuổi tác lại ngang nhau, thân hình cũng không khác gì nhau, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, Thạch Hạo Hán, tôi nói không sai chứ. Hừ, Tây Môn Phong Vân, ông nói bậy bạ gì vậy hả? Thạch Hạo Hán tức giận nói, tôi chỉ mong sao mấy người họ Tô ở Giang Bắc kia chết sạch đi hết, há lại còn hao tổn tâm trí để bày binh bố trận mấy chuyện đó chứ, nếu như không phải Ngọc Yến lấy cái chết ra dọa thì 5 năm trước chính tay tôi đã diệt luôn nhà họ Tô ở Giang Bắc rồi. Ha ha, mấy lời này nói ra, chính ông có thể tin nổi không? Tây Môn Phong Vân cười nhạo nói, nếu như ông không tin thì có thể tự mình đi giết bọn họ, bây giờ sai người đi đến Giang Bắc. Tiêu diệt cả nhà họ Tô, tôi cũng tuyệt đối không ngăn cản lại. Tôi sẽ đi nhưng không phải bây giờ. Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, nhà họ Tô ở Giang Bắc, sớm đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi. Tôi đã từng điều tra qua, cha ruột của Tô Thương là Tô Thần Binh, không biết tại sao chỉ còn cảnh giới hóa kình mà thôi. Mà khi Dư Nghiệt nhà họ Tô tham gia đại hội võ thuật, tôi có mặt ở đó, cậu ta cũng không phải tu chân, mà là dùng chân khí. Át hẳn cũng là một người luyện võ, là người luyện võ đã gần tới cảnh giới thần tông, mười mấy năm sau lại biến thành hóa kình, cái này đúng là có chút kỳ quái. Tây Môn Phong Vân cười đùa nói, lại thêm nhà họ Tô còn có một vị võ thần lục địa, tôi sợ đánh cỏ động rắn, cho nên mới không dám tùy tiện hành động. Tối qua ở Xuân Quang Lâu xảy ra một vài chuyện, tôi nghe nói, người hộ vệ của tên Tô Thương này là một cô gái, vô cùng có khả năng là võ thần lục địa. Nhà họ Tô chỉ có cô Phù Dung là võ thần lục địa, nhưng Dịch Dung cũng quá đỉnh rồi, có lẽ cô gái nhỏ bên cạnh Tô Thương chính là cô Phù Dung đó. Còn một điểm nữa, Vương Phú Quý trước đây là cảnh giới luyện khí tầng thứ 9, xuất thân từ một gia tộc bình thường, nhưng lại đột nhiên đặt chân vào tu chân, lại là bạn bè của Tô Thương. Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, ha ha, kết hợp mọi thứ lại, tôi hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Tô Thương chính là Dư Nghiệt nhà họ Tô. Trong người mang theo công pháp tu chân, đại hội võ thuật năm nay, lại thêm thú vị rồi. Nghe xong phân tích của Tây Môn Phong Vân, tất cả đại nhân vật có mặt ở đó, đều cảm thấy Tô Thương chính là đời sau của Tô Vô Kỵ, trong lòng liền trở nên bất an, không có ý tốt nhìn về phía Tô Thương. Đại hội võ thuật vẫn đang diễn ra, theo như quy định thì ai cũng đều không thể phá rối. Lúc này, một ông già vạm vỡ ngồi trên bậc thứ 3 bên trái mở miệng nói, Tây Môn Phong Vân, ông nếu như có hứng thú với hậu nhân của nhà họ Tô, thì sau đại hội võ thuật hãy ra tay, trong thời gian tranh tài, nếu như ông dám phá vỡ quy định, thì đừng trách tôi không khách sáo. Lão già vạm vỡ này nhìn thì đã quá 70 tuổi nhưng thân hình lại rất vạm vỡ, không có chút nào trùng nhão hết, cường tráng vô cùng. Sau lưng ông ta, còn có một cái trống da thú to. Rất giống với cái trống của Trương Mộ Cổ. Người này chính là ông nội của Trương Mộ Cổ, Trương Thiên Lôi, là một người có tính khí vô cùng nóng nảy. Ha ha, Trương Thiên Lôi, ở đây nhiều người như vậy, không chỉ mình tôi có ý kiến với nhà họ Tô, sao ông chỉ nhắc nhở mình tôi thôi vậy? Tây Môn Phong Vân cười đùa nói, chẳng lẽ, ông vì chuyện của cháu gái mình 2 năm trước nên vẫn luôn ôm mối hận với nhà Tây Môn của tôi? Không phải tôi đã nói với ông rồi sao, cháu trai Tây Môn Hổ Tiếu của tôi không có giết cháu gái của ông, chỉ là đánh bị thương mà thôi. Tây Môn Phong Vân cười nhạo nói, cháu gái của ông tài nghệ không bằng người khác mới bị đánh cho bị thương, còn về phần cô ấy bị mất tích, ha ha, thì không liên quan gì đến gia tộc Tây Môn hết. Hừ, Trương Thiên Lôi khinh thường, không thèm nói nhiều, chỉ lạnh giọng nói, Tây Môn Phong Vân, ông cứ việc cười đi. Hy vọng khi ông nhìn thấy Tây Môn Hổ Tiếu bị gờ yết chết trên lôi đài, thì vẫn có thể mỉm cười được. Mọi người, đừng ồn nữa,
trận đấu bắt đầu rồi, chúng ta cứ xem thực lực của Tô Thương trước, nếu như cậu ta là người tu chân, thì có thể xác định được thân phận hậu nhân nhà họ Tô của cậu ta rồi. Lúc này, Vương Trọng Vân hòa giải nói, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía lôi đài. Cùng lúc đó, thời gian đã đến, những người thi đấu của bảng thứ 6, ngoại trừ những người tự động bỏ cuộc ra thì toàn bộ đều tập trung ở giữa lôi đài. Trận đấu, hết sức căng thẳng. Vì những gì Tô Thương đã làm trước đó, cho nên bây giờ những người tham gia trận đấu ở trên lôi đài vô cùng kiêng dè anh. Ngay khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh. Trên đài dưới đài, đều như vậy. Trong đó, cũng bao gồm luôn cả Triệu Chỉ Nhược. Tô Thương không để ý đến những người khác, mà chỉ đón lấy ánh nhìn của Triệu Chỉ Nhược, cười đùa nói, cô Chỉ Nhược, tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng cô cứ nhìn tôi chăm chú như vậy thì tôi cũng hơi ngượng đó. Tôi không có nhìn anh. Khuôn mặt ngọc của Triệu Chỉ Nhược đỏ ửng lên, cô ấy vội vàng quay đầu đi, nhưng cũng không nhịn được lén nhìn trộm Tô Thương lần nữa. Kết quả là cô ấy phát hiện ra Tô Thương vẫn đang nhìn mình, điều này khiến cho Triệu Chỉ Nhược vô cùng ngượng ngùng, nghiến răng nói, tại sao anh cứ nhìn tôi vậy? Tôi không có. Anh nhìn rồi. Ồ, cô cũng nhìn tôi rồi, vậy chúng ta hòa. Tô Thương khẽ cười nói. Triệu Chỉ Nhược từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế như ban đầu, mặt nhìn một hướng khác, ửng đỏ nói rồi, tôi không có nhìn anh. Nếu cô không nhìn tôi thì sao lại biết tôi đang nhìn cô chứ? Tô Thương hỏi ngược lại. Tôi. Triệu Chỉ Nhược nghe đến đây thì lập tức ngẩn cả người ra, khuôn mặt đỏ bừng dường như có thể bóp ra máu được luôn vậy. Ha ha. Lúc này, Vương Phú Quý ở dưới đài cười nói, Tô Đại Thiếu Gia, lợi hại nha, đánh một trận mà có thể cua được một người đẹp rồi, khâm phục khâm phục. Cô Chỉ Nhược, cô đừng từ chối nữa, Tô Đại Thiếu Gia là đại ca của tôi. Năng lực của anh ấy về phương diện này mạnh lắm, điểm này tôi rõ như ban ngày, cô yên tâm đi theo Tô Đại Thiếu ra đi. Vương Phú Quý đê tiện cười hề hề nói. Triệu Chỉ Nhược nghe vậy, xấu hổ cúi đầu, hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Chỉ Nhược. Lúc này, Từ Thiện Sư Thái không nhìn được nữa, tức giận nói, con còn đợi gì nữa, còn không ra tay giết cậu ta đi. Vâng, sư phụ. Triệu Chỉ Nhược vội vàng chắp tay lại. Sau đó không suy nghĩ gì nữa, tay cầm kiếm Hà Hoa, trực tiếp xông về phía Tô Thương. Con nhỏ này đúng là trò cưng của sư phụ mà, quá nghe lời sư phụ rồi, Tô Đại Thiếu Gia, anh phải cẩn thận đó. Vương Phú Quý vội vàng nhắc nhở. Không sao, không sao, vợ chồng cãi nhau ầm ĩ cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, mọi người đừng lo lắng, vợ Chỉ Nhược sẽ không làm tôi bị thương đâu. Tô Thương và Vương Phú Quý kẻ sướng người họa. Sau đó anh liền thi triển chỉ xích thiên nhai, tránh né đợt tấn công của Triệu Chỉ Nhược. Thân pháp này mạnh quá. Trong nháy mắt đã biến mất à, chỉ dựa vào năng lực này thôi thì anh ta cũng bất khả chiến bại rồi. Xem ra tên Tô Thương này, ắt hẳn là đến từ một tông phái ẩn danh khủng bố nào rồi, chúng ta không trêu vào được đâu. Nghe nói nước Hoa có thập đại cổ tộc, không chiếm các ngọn núi nổi tiếng, không vơ vét của cải, cũng không màng hư danh. Thường ẩn náu ở giữa những vùng sơn nước, không màng thế sự, những cổ tộc đó vô cùng mạnh, ngay cả vùng đất tế trời, vùng đất giữa biển và núi, hay vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, cũng không có cách gì chống lại được. Tôi cũng nghe nói tới, nhưng người của thập đại cổ tộc, mấy trăm năm rồi cũng không lộ diện, tôi cứ tưởng chỉ là một truyền thuyết thôi chứ, bây giờ xem ra là thật rồi, Tô Thương chắc là đến từ cổ tộc rồi. Chấm chấm chấm. Đám người nhìn thấy Tô Thương ra tay. Lập tức nhao nhao lên bình luận. Những người tham gia thi đấu ở trên lôi đài thì sắc mặt vô cùng khó coi, biểu cảm có chút phức tạp, không biết có nên ra tay với Tô Thương hay không. Triệu Chỉ Nhược ra đòn không thành công, lại nhấc kiếm Hà Hoa lên, xông tới lần nữa. Tô Thương cũng không đánh trả lại, chỉ dùng chỉ xích thiên nhai để tránh né. Những người tham gia thi đấu khác ở nơi đó cũng bắt đầu giao chiến rồi. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai dám ra tay với Tô Thương. Cứ như vậy, mười mấy phút đã trôi qua, trận đấu ở trên lôi đài vẫn đang tiếp tục. Nhưng mà ở bảng đua thứ 6 này đã có hơn phân nửa những người tham gia thi đấu bị đánh rơi xuống lôi đài rồi, còn lại khoảng 5, 6 người, có một người là thần tông sơ kỳ, số còn lại đều là thiên tông đỉnh phong. Không thể không nói. Trong số những người này,
thực lực biểu hiện ra ngoài mạnh nhất chính là Triệu Chỉ Nhược, cô ấy đã là thần tông trung kỳ rồi. Lại thêm trong tay cô ấy có trấn bảo của núi Nga Mi là kiếm Hà Hoa, một tay kiếm pháp xuất thần nhập quỷ. Mà Tô Thương, cũng chưa chân chính ra tay, chỉ thả người tránh né, cho nên Triệu Chỉ Nhược đương nhiên trở thành đối thủ mạnh nhất trong mắt những người thi đấu còn lại kia. Mọi người, đánh đến bước này rồi, mấy tên tạp nham đã bị chúng ta giải quyết, có thể thương lượng một chút về cuộc so tài tiếp theo không? Triệu Chỉ Nhược của núi Nga Mi, kiếm pháp hơn người, thần tông trung kỳ, loại thực lực này thậm chí có thể xưng thiên tài đỉnh phong, có cô ta ở đây, chúng ta ai cũng đừng mơ sẽ tấn cấp được. Tô Thương cũng không phải là tay đơn giản, anh ta vậy mà có thể giằng co với Triệu Chỉ Nhược lâu như vậy, khẳng định cũng rất mạnh. Nhắc đến Tô Thương, nhìn dáng vẻ bất cần đời của anh ta, chắc không phải chỉ tu luyện thân pháp không thôi chỉ. Có khả năng này lắm, nếu không thì anh ta sớm đã đè bẹp Triệu Chỉ Nhược rồi, đã vậy còn có thể thuận tiện trêu đùa Triệu Chỉ Nhược nữa. Vậy chúng ta đánh bại Triệu Chỉ Nhược trước, sau đó lại xử lý Tô Thương, thế nào? Có người nêu lên ý kiến như vậy, tiếp theo đó, những người còn lại, toàn bộ đều nhìn Triệu Chỉ Nhược với vẻ mặt ác ý. Tô Đại Thiếu Gia, Triệu Chỉ Nhược ức hiếp người quá đáng, chúng tôi đến giúp anh một tay đây. Trong đó có một cô gái cầm trong tay một cái gậy dài màu đỏ, đầu tiên là ra tay, cây gậy dài từ trên trời rơi xuống, tản ra uy thế vô cùng khủng khiếp. Những người khác thì theo sát phía sau, cùng xuất ra tuyệt chiêu của mình, không hề để cho Triệu Chỉ Nhược có cơ hội phản ứng nào. Triệu Chỉ Nhược vẫn mãi lo đánh Tô Thương, cô ấy đang thẹn quá hóa giận, do đó cô ấy đang tập trung toàn bộ tinh thần muốn thăm dò quy luật thân pháp của Tô Thương, cho nên không hề chú ý tới mình đã trở thành mục tiêu tấn công. Đợi sau khi cô ấy phản ứng lại thì đòn tấn công của mấy người kia đã tiến sát lại gần rồi. Không tốt! Triệu Chỉ Nhược trong lòng lo lắng, muốn tránh né, nhưng đã muộn rồi, trừ phi nhảy xuống lôi đài, còn không thì không còn đường lui nữa. Nhưng mà, nếu như nhảy xuống lôi đài rồi thì không khác gì đã nhận thua, Triệu Chỉ Nhược trên vai gánh lấy trách nhiệm nặng nề, bị sư phụ đặt kỳ vọng quá cao, tuyệt không thể nhận thua được, thế là cô ấy đành khẽ cắn môi, dự định chịu bị trọng thương làm cái giá, tiếp nhận đòn tấn công của mấy người này. Bốp, bang. Nhưng ai mà ngờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thương bỗng nhiên xuất hiện, từ chính diện ôm lấy Triệu Chỉ Nhược, dùng lưng mình đỡ lấy đòn tấn công của mấy người kia. Trong chốc lát, toàn bộ tổn thương đều đổ dồn lên trên người Tô Thương, chân khí phá tan hết tất cả mọi thứ ở đó. Phụt! Sau vài giây, Tô Thương liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào trong lòng của Triệu Chỉ Nhược, sắc mặt nhợt nhạt, thoi thóp. Những người tham gia thi đấu ra tay lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng này thì toàn bộ đều lui về sau một bước, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ, bọn họ đã đoán ra được thân phận của Tô Thương, căn bản không dám ra tay nặng với Tô Thương, chỉ sợ sẽ bị báo thù. Cho dù là Tô Thương không phải đến từ cổ tộc, nhưng anh vẫn có một hộ vệ ở cảnh giới võ thần lục địa, bọn họ thật sự cũng không dám dây vào. Bây giờ thì tốt rồi. Nhiều thương tổn nện lên người Tô Thương như vậy, cho dù là cao thủ thần tông thì e cũng gánh không nổi mà. Hỏng rồi. Rắc rối lớn rồi. Tô Thiếu Gia. Lúc này, Triệu Chỉ Nhược ngồi bệt xuống đất, ôm Tô Thương sắp chết, khóc lóc như mưa nói, tại sao anh lại đỡ thay tôi, tại sao? Cô Chỉ Nhược, tôi thích cô, tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương, khụ. Tô Thương thở ra thì nhiều hít vô thì không bao nhiêu. Vừa nói vừa ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Tôi là thần tông trung kỳ, cho dù có đỡ lấy thì cũng sẽ không chết, sao anh lại ngốc vậy chứ? Triệu Chỉ Nhược nước mắt rơi như mưa, đồng thời không biết tại sao, cô ấy cứ nghĩ sẽ mất đi Tô Thương thì trong lòng lại vô cùng khó chịu. Cô Chỉ Nhược, tôi nguyện mình chết đi cũng không muốn để cô chịu bất kỳ tổn thương nào, tình yêu làm cho người ta mù quáng mà. Tô Thương gắng nở một nụ cười. Sau đó yếu ớt nói, nếu như cho tôi một cơ hội lựa chọn lại thì tôi vẫn làm như thế, cô Chỉ Nhược, quãng đời sau này, tôi không thể ở bên cạnh cô nữa rồi, cô phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng nhớ đến tôi, cô chỉ cần xem tôi như người qua đường lướt ngang đời cô thôi. Triệu Chỉ Nhược nhìn thấy Tô Thương sắp chết, không nhịn được liền nghẹn ngào khóc giống lên, ngay sau đó, cô ấy hung tợn nhìn chăm chú về đám người vừa ra tay kia, ánh mắt lộ ra tia hung ác.
các người, nhất định phải trả giá bằng máu. Vừa dứt lời, Triệu Chỉ Nhược cầm trong tay kiếm Hà Hoa, bước nhanh về phía đám người kia. Cùng nhau ra tay thôi. Chuyện đã đến nước này, những người này cũng không còn kiêng nể gì nữa, cùng nhau xông về phía Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược không hề sợ hãi, xung quanh cơ thể tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo, kiếm Hà Hoa không ngừng lay động. Luồng chân khí cây ết ủng bố tập trung xung quanh cô ta, mênh mông cuồn cuộn như dòng suối lưu động. Thanh Liên kiếm pháp. Triệu Chỉ Nhược hét lớn một tiếng, sau đó từng đóa hoa sen chậm rãi được hình thành, nở rộ trong dòng suối chân khí. Khi hoa nở rộ dày đặc, Triệu Chỉ Nhược phung kiếm, từng đóa hoa sen chợt bê án ra. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Triệu Chỉ Nhược, vốn dĩ cô ta định dùng để đối phó với Phật tử vô cơ, Vương Giã đạo trưởng, với đối thủ cấp bậc này. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, cậu Tô đang thoi thóp, cô ta tức giận chịu không nổi, cho nên dứt khoát sử dụng Thanh Liên kiếm pháp. Mấy người tham gia dự thi trên võ đài không hề có sức đánh trả, cho nên đã bị từng đóa hoa sen đánh trúng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi mà những người này đã nằm rạp trên võ đài, ai nấy cũng đều phun ra một ngụm máu lớn. Bọn họ nhìn thấy Triệu Chỉ Nhược tức giận, nháo nhào sợ tới mức ngay cả máu cũng không dám lau, đã ỉu xìu chạy xuống khỏi võ đài, chủ động nhận thua. Cậu Tô! Lúc này, Triệu Chỉ Nhược quay lại trước mặt Tô Thương, cô ta đã lấy lại cảm xúc, ánh mắt cũng khác so với ban nãy. Lúc này, ánh mắt Triệu Chỉ Nhược tràn ngập áy náy và tự trách, với vẻ mặt phức tạp mà ngay cả bản thân cũng không thể nói rõ. Cô Chỉ Nhược, tư thế cầm kiếm của cô vừa nãy, thật đẹp. Tô Thương nói xong, lại phun ra một ngụm máu, sau đó gắng gượng nói tiếp, kể từ lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô, ngay cả tên của đứa con tôi cũng đã nghĩ xong cả rồi. Tôi mơ tưởng sẽ có một ngày, tôi có thể cùng cô đi Thương Sơn Nhĩ Hải, hai chúng ta cùng nhau ngắm mưa bụi phủ Giang Nam, có thể cùng nhau cưỡi ngựa, chăn thả ở thảo nguyên phía Bắc Trường Thành. Nhưng đáng tiếc, tôi đã không còn cơ hội mất rồi, cô Chỉ Nhược, tôi. Tô Thương còn chuẩn bị nói thêm gì đó, thế nhưng lúc này, sư thái Từ Thiện đang ngồi trên ghế đã cao thẹn quá hóa giận. Ăn nói dơ bẩn, cậu là cái thá gì hả, đồ đệ của tôi sao có thể làm những chuyện này cùng cậu. Sư thái Từ Thiện lạnh lùng ra lệnh, Chỉ Nhược, mau, con mau dế tê chết cậu ta đi, hãy mau ra tay. Triệu Chỉ Nhược từ trước đến nay luôn thực hiện không chút nghĩ ngợi đối với mệnh lệnh của sư phụ. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy Tô Thương đang thoi thóp vì cứu cô ta, Triệu Chỉ Nhược không thể nào mà xuống tay được. Cô ta lùi ra sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía sư thái Từ Thiện, đau khổ cầu xin nói, sư phụ, cậu Tô bị thương nặng, không còn sống được bao lâu, sư phụ tha cho anh ấy đi. Không được. Sư thái Từ Thiện nghiến răng nghiến lợi nói, tên này nói năng dơ bẩn, dám đùa giỡn con, thậm chí còn chống đối sư phụ, con nhất định phải đích thân dế tê chết cậu ta. Con! Triệu Chỉ Nhược do dự, cô ta chìm vào trong đau đớn mà dãy giụa, không biết nên làm thế nào mới phải. Chỉ Nhược, sư phụ ra lệnh cho con giết chết cậu ta, chẳng lẽ con muốn cãi lại lệnh của sư phụ sao? Sư phụ Từ Thiện thúc ép nói. Vâng! Triệu Chỉ Nhược thấy sư phụ tức giận, lập tức cầm kiếm Hà Hoa lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Thương, biểu cảm của cô ta vô cùng phức tạp, cậu Tô, tôi không muốn giết anh, thế nhưng sư phụ bà ấy. Cậu Tô, tôi xin lỗi. Triệu Chỉ Nhược đâm ra một kiếm, ánh mắt Ali ở bên dưới lập tức trở nên u ám. Nhưng ngay sau đó, kiếm của Triệu Chỉ Nhược lại dừng lại giữa chừng. Ngay sau đó, cô ta buông kiếm Hà Hoa xuống, quỳ trên mặt đất. Nước mắt đầm đìa cầu xin nói, sư phụ, con không ra tay được. Cậu Tô với con vừa có ơn, lại vừa có tình cảm, con. Con không thể giết anh ấy được. Triệu Chỉ Nhược nói tiếp, sư phụ, cho dù sư phụ đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì thì đồ đệ đều sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành. Nhưng lúc này đây, xin sư phụ hãy để cho đồ đệ mình lựa chọn, cầu xin sư phụ. Chỉ Nhược, con. Sư thái Từ Thiện thấy vậy. Vốn dĩ bà ta đang tức giận không chịu nổi, nhưng lúc này lại thở dài thật sâu một hơi nói, cuối cùng con cũng bị rung động. Có điều dù thế nào đi nữa sư phụ cũng không ngờ tới, rằng con sẽ rung động với một người xa lạ gặp mặt chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Sư phụ, có một số chuyện thời gian không thể chi phối được,
có rất nhiều lúc một vạn còn tốt hơn vạn năm. Triệu Chỉ Nhược quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tô Thương sắp chết, lộ ra nụ cười, trước kia con không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí con không biết cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng bây giờ, bỗng nhiên con đã hiểu được. Sư phụ, con đã vì sư phụ mà thắng trận đấu này, ngày mai là vòng loại bổ sung, ngày kia mới là vòng thứ hai của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái. Triệu Chỉ Nhược đứng lên, nghiêm túc nói, sau đó, con sẽ mang theo cậu Tô, cùng anh ấy trải qua khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chôn cất cậu Tô xong xuôi, con sẽ toàn tâm toàn ý tham gia trận đấu tiếp theo, sẽ ra sức giành lấy vinh quang cho phái Nga Mi. Không cần. Con không cần giúp cậu ta đâu. Chấm, sư thái Từ Thiện nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thương một cái, sau đó lạnh lùng nói, Tô Thương sống rất tốt, cậu ta chỉ giả bị thương mà thôi. Chỉ Nhược, con bị lừa rồi. Sao cơ, không thể nào, chuyện này sao có thể. Triệu Chỉ Nhược nghe sư phụ nói vậy, nhất thời như bị sét đánh, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tô Thương đang nằm trên đất. Lúc này, Tô Thương chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, anh sờ sờ sống mũi, cười khổ nói, cô chị Nhược, sư phụ của cô nói không sai, quả thật tôi không hề bị thương. Tô Thương giả vờ bị thương là vì muốn diễn khổ nhục kế, lừa gạt đứa nhóc Triệu Chỉ Nhược này một chút. Nhưng anh không hề ngờ được rằng, Triệu Chỉ Nhược vậy mà tưởng thật, lại còn nói ra những lời trên. Lần này đến lượt Tô Thương không biết làm sao, anh ý thức được bản thân đã chơi lớn, khiến cho kết cục không được tốt. Cậu Tô, nhìn thấy hơi thở của Tô Thương vững vàng, không hề mang dáng vẻ bị thương, nhưng phản ứng đầu tiên của Triệu Chỉ Nhược không phải tức giận vì bản thân đã bị lừa. Mà cô ta lại thở phào nhẹ nhõm, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp nở nụ cười, cả người như chút được gánh nặng. Cô Chỉ Nhược, tôi xin lỗi vì đã lừa cô, Tô Thương xấu hổ nói. Anh đừng nói những lời này, anh không sao là được rồi. Triệu Chỉ Nhược đỏ mặt, không để ý đến chuyện Tô Thương diễn trò lừa cô ta, mà sau đó còn tháo trụ trên bội kiếm xuống, đưa cho Tô Thương, tôi có cơ hội giết anh, nhưng lại không ra tay với anh. Lần đặt cược ban nãy, anh đã thắng rồi, có chơi có chịu, cho nên linh kiện này là của anh. Cô Chỉ Nhược, Tô Thương tiếp nhận cái trụ, thu vào vòng tay lưu trữ, sau đó áy náy nói, chuyện hôm nay là do tôi đã quá đáng, coi như tôi nợ cô một ân tình. Nếu như có một ngày nào đó, cô gặp phải phiền phức thì tôi sẽ loại bỏ hết tất cả chướng ngại giúp cô, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ chống đỡ một bên ánh sáng cho cô. Nói xong, Tô Thương lập tức sải bước xuống khỏi võ đài, chủ động bỏ quyền nhận thua. Mục tiêu của anh là hạng nhất đại hội võ thuật trăm tông phái, thế nhưng vẫn còn vòng loại bổ sung để đánh. Bản thân vừa mới lừa gạt Triệu Chỉ Nhược, Tô Thương không muốn đạp lên cô gái ngốc ngây thơ này để thăng cấp vòng tiếp theo. Huống hồ gì, anh đã lấy được cái trụ này, thu hoạch của hôm nay đã rất cao rồi. Thế nhưng, Tô Thương còn chưa rời khỏi, thì Tây Môn Phong Vân ngồi trên ghế cao lập tức mở miệng nói với vẻ mặt khó coi, tàn dư của nhà họ Tô, đứng lại. Soạt, 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 nghe được câu nói nghiệt dư của nhà họ Tô, toàn bộ ánh mắt của mọi người đang có mặt đều rơi lên người Tô Thương, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Nghiệt dư của nhà họ Tô, tất cả mọi người đều không xa lạ gì với thân phận này. Hơn 100 năm trước, Tô Vô Kỵ xưng bá thiên hạ, để lại ấn tượng sâu sắc cho vô số người. Cho dù đã qua hơn 100 năm, nhưng những nhân vật thời xưa vẫn không thể nào quên được. Không chỉ như thế, thanh niên tài giỏi đẹp trai bây giờ cũng đều tràn đầy hứng thú đối với quá khứ của Tô Vô Kỵ, bởi vậy cho nên có chút hiểu biết. Thử hỏi đàn ông con trai nào trong giới luyện võ, ai mà không muốn trở thành một nhân vật lớn nhìn đời bằng nửa con mắt như Tô Vô Kỵ chứ? Lại có những cô gái trẻ mơ mộng nào mà không muốn gả cho cao thủ vô địch như Tô Vô Kỵ đây? Bởi vậy, lúc này khi nghe thấy ở đây có nghiệt sư của nhà họ Tô, tất cả mọi người đều nín thở. Vô cùng sợ hãi. Người nói chuyện là lão tổ tông Tây Môn Phong Vân, chủ nhân Tây Môn, ông ta đang nhìn Tô Thương, vậy chẳng lẽ Tô Thương là con cháu của Tô Vô Kỵ sao? Tô Vô Kỵ, Tô Thương, chết tiệt, hèn gì Tô Thương lại kiêu ngạo như vậy. Ngày hôm qua ở Xuân Quang Lâu, cậu ta dám ngủ với Lan Diệu Y, hôm nay lại ở trước mặt biết bao nhiêu người mà đùa giỡn Triệu Chỉ Nhược, hơn nữa đã chiếm được Thiên Sơn Tuyết.
minh chủ của núi Cửu Phong, hóa ra lai lịch của cậu ta lại lớn như vậy. Lúc trước tôi còn tưởng rằng cậu ta xuất thân từ một trong 10 cổ tộc lớn ở nước Hoa, mà không ngờ rằng, cậu ra không phải người của cổ tộc. Con cháu của Tô Vô Kỵ, thân phận này cũng không kém cạnh cổ tộc nhỉ. Chẳng qua lá gan của cậu ta lớn thật, năm đó có nhiều tông phái ở những ngọn núi nổi tiếng liên thủ tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân như vậy. Cậu ta lấy dũng cảm ở đâu mà dám tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái vậy, không sợ bại lộ thân phận, nhân vật lớn của các tông phái lớn sẽ diệt cỏ tận gốc sao? Cái này thì có tính là gì, chẳng lẽ ông đã quên mất rồi sao, phía sau Tô Thương có người bảo vệ hình như là lục địa võ thần, có thể bảo vệ cậu ta không lo ngại gì. Không sai, khoảng hơn 20 năm trước, đã có một người nghiệt sư của nhà họ Tô, mang theo vị lục địa võ thần cuối cùng của nhà họ Tô tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái năm đó, người thời xưa của các đại tông phái, không ai dám ra tay cả. Tôi nghe nói, vị lục địa võ thần kia của nhà họ Tô có bản lĩnh phi thường, nếu như dùng hết sức mạnh để ra tay thì có thể chiến đấu cùng với các sức lực chiến đấu đỉnh phong của vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ và các thế lực lớn khác, bởi vậy mới không ai dám đứng ra làm người dẫn đầu. Mặc cho người nghiệt sư của nhà họ Tô kia ung dung rời đi, xem ra Tô Thương là muốn noi theo rồi. Chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu bàn tán về thân phận chắc chắn không thể nghi ngờ gì nữa của Tô Thương. Trên ghế cao, trong mắt Thiên Sơn Tuyết tràn ngập lo lắng, không nghĩ tới Tây Môn Phong Vân lại biết được thân phận của Tô Thương. Ông chủ Tây Môn, cái gì mà nghiệt sư của nhà họ Tô, có phải ông nhầm lẫn rồi hay không? Thiên Sơn Tuyết thản nhiên nói. Không đâu. Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, Minh Chủ Thiên, cô không cần phải đánh lừa dư luận đâu, thân phận của Tô Thương, tôi đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Thật vậy sao? Thiên Sơn Tuyết thấy Tây Môn Phong Vân đã xác định như thế, sắc mặt không tốt nói, ông chủ Tây Môn, Tô Thương là chồng của tôi hy vọng ông trước khi làm bất cứ chuyện gì thì phải suy nghĩ kỹ rồi hãng làm. Núi Cửu Phong chúng tôi cũng không thua kém gì gia tộc Tây Môn của ông nội của tôi, Thiên Nhiên Sái, đang trên đường tới đây, có lẽ sẽ đến núi Võ Đang nhanh thôi. Minh Chủ Thiên, cô đang uy hiếp tôi sao? Tây Môn Phong Vân cũng không tức giận, mà chỉ nở một nụ cười. Thiên Sơn Tuyết đón nhận ánh mắt của Tây Môn Phong Vân, nói năng đúng mực, ông có thể cho là như vậy. Ha ha! Tây Môn Phong Vân cười khẩy nói, Thiên Sơn Tuyết. Mặc dù cô là minh chủ của Cửu Phong, thế nhưng tư cách và từng trải của cô vẫn còn nông cạn. Trong mắt tôi, cô vẫn luôn là vai dưới, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện, núi Cửu Phong cũng không tới phiên cô quyết định. Chấm, theo như tôi được biết, mỗi lần núi Cửu Phong quyết định sách lược thì đều phải trải qua bỏ phiếu. Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, cô nghĩ rằng 8 ngọn núi khác sẽ vì chồng của cô mà lựa chọn chống lại gia tộc Tây Môn của chúng tôi sao? Ông có thể thử xem, Thiên Sơn Tuyết lạnh lùng nói, không hề yếu thế trước Tây Môn Phong Vân. Minh Chủ Thiên, tôi biết được thực lực của cô, mang trên người mạch sống của cả núi Cửu Phong, trong khoảng thời gian ngắn mà đã có thể bước vào cảnh giới lục địa võ thần, quả thật rất mạnh. Tây Môn Phong Vân cười nói, thế nhưng, chỉ việc dựa vào cô thì vẫn không thể nào ngăn cản được tôi. Tô Thương, cậu hãy thành thật khai báo, Tô Vô Kỵ là gì của cậu? Nói xong đến cuối. Ánh mắt của Tây Môn Phong Vân lần nữa rơi lên người Tô Thương. Ha ha! Tô Thương sớm đã dừng bước, nghênh đón ánh mắt Tây Môn Phong Vân, vẻ mặt lạnh lùng nói, đáng lẽ tôi không có ý định giấu giếm thân phận, nếu như ông đã nói toạc ra rồi, thì tôi nói cho mấy người biết cũng không sao. Tô Vô Kỵ, người mấy người vô cùng kiêng kỵ chính là ông cố của tôi chính là con cháu của nhà họ Tô. Lúc Tô Thương nói chuyện, ánh mắt anh nhìn quét qua những người đang có mặt ở đây một vòng, lạnh lùng nói, hôm nay tôi đến núi Võ Đang tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái này, với mục đích chủ yếu nhất chính là nói cho những tông phái của những ngọn núi nổi tiếng đã tham gia tiêu diệt nhà họ Tô Côn Luân vào năm đó rằng, Tô Thương tôi đã đến rồi, mấy người run sợ đi. Tôi thề, nếu đã là người trên tay có dính máu của nhà họ Tô, có một tính một, tôi muốn mấy người nợ máu phải trả bằng máu. Soạt. Lời này vừa nói ra, hiện trường nháy mắt nổ tung, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán. Thừa nhận rồi, Tô Thương quả nhiên là con cháu của nhà họ Tô. Năm đó trong giới luyện võ có 1/3 thế lực đặt chân đến núi Côn Luân, trong đó không thiếu các tông phái lớn mạnh như
vùng núi nơi thâm sâu Vân Vụ, núi Thanh Thành, núi Hoa. Còn có gia tộc Tây Môn nổi tiếng mấy năm gần đây, giọng điệu của Tô Thương có hơi lớn đấy nhỉ, cậu ta vậy mà dám ở trước mặt mọi người nói rằng muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Cậu ta không muốn sống sao, cho dù có lục địa võ thần bảo vệ, nhưng những tông phái lớn kia, bỏ công một ít là đã có thể giết cậu ta rồi. Ngông cuồng, nghiệt sư của nhà họ Tô hơn 20 năm trước cũng không dám nói ra lời ngông cuồng như vậy. Chấm chấm chấm. Thưa các vị, Tây Môn Phong Vân nghe vậy thì khẽ cười nói, mọi người đều đã nghe thấy rồi đấy, Tô Thương này, không coi ai ra gì, và lại còn vô cùng tức giận với các vị, không thể giữ cậu ta lại. Lão độc vật của vùng núi nơi thâm sâu Vân Vụ, hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng mà, núi Hoa, núi Thanh Thành và các thế lực thời xưa lớn khác thì lại có mặt ở đây, lúc này đang ngồi trên ghế cao. Nhưng những người này, lộ ra vẻ do dự, cho dù Tây Môn Phong Vân xúi dục, nhưng bọn họ cũng không có tỏ thái độ. Về phần các thế lực từng tham dự tiêu diệt nhà họ Tô khác, lại càng không dám tùy tiện ra mặt. Sợ chọc giận vị lục địa võ thần cuối cùng của nhà họ Tô, sẽ bị diệt môn thảm hại. Nếu các vị không muốn đứng ra, vậy tôi sẽ tự mình ra tay giải quyết tai họa ngầm Tô Thương này vậy. Tây Môn Phong Vân lộ ra một nụ cười u ám lạnh lẽo, ông ta nhìn Tô Thương chằm chằm, giống như sau giây tiếp theo sẽ lập tức ra tay vậy. Ali ở dưới võ đài sớm đã chờ đợi từ lâu, cung kính nói, ông chủ, có giết Tây Môn Phong Vân này hay không? Ali, cô nắm chắc bao nhiêu? Tô Thương truyền âm hỏi. Lúc nãy đã từng nói, trong vòng 3 chiêu đã có thể giết được. Ali tràn đầy tự tin, trong giọng nói cũng tràn ngập khinh thường đối với Tây Môn Phong Vân. Tô Thương khẽ cười nói, như vậy là tốt rồi, nếu ông ta ra tay với tôi, cô cũng đừng nể nang gì cả, giết gà dọa khỉ. Vâng. Ali kính cẩn lễ phép gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ chết chóc. Ở hiện trường, mọi người thấy Tây Môn Phong Vân muốn ra tay, bỗng thấy phấn khởi hẳn lên. Ha ha, có trò hay để xem rồi. Mấy chục năm nay, Tây Môn Phong Vân chưa từng để lộ thực lực của mình, chắc chắn là đặt chân đến võ thần lục địa rồi. Sau lưng nhà họ Tô, cũng có một vị võ thần lục địa, hôm nay ba đời có phúc lắm, mới có thể nhìn thấy cao thủ ở cảnh giới võ thần lục địa đấu với nha. Cô gái vừa ra tay của Xuân Quang Lâu kia, ở dưới lôi đài khiêu khích tôi. Chấm chấm chấm. Mọi người hóng hớt đứng xem kịch, nhưng vì dính dáng đến tông phái của các ngọn núi nổi tiếng, nên có chút căng thẳng. Bọn họ không hiểu tại sao dư nghiệt của nhà họ Tô lại hống hách như thế, lẽ nào nhà họ Tô vẫn còn có thủ đoạn nào nữa à, nếu không sao lại dám gióng trống khua chiêng để lộ thân phận như vậy, lại còn tuyên bố muốn bọn họ nợ máu trả máu nữa chứ. Người này, lúc này, Tây Môn Phong Vân đã nhận ra ánh mắt của Ali ánh mắt, lông mày bỗng nhíu lại. Ali của hiện tại, bởi vì là hồ ly chín đuôi, vừa mới đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong. Người tu chân cảnh giới kết đan, nên không có ai là đối thủ của cô ấy cả. Mà người tu chân đặt chân đến cảnh giới kết đan, lại bối rối phức tạp, từ đó sức chiến đấu giảm mạnh, hoặc là đi đến tinh không cổ lộ. Nói ngắn gọn, trái đất bây giờ, Ali chỉ dưới một người trên vạn người. Tây Môn Phong Vân cũng là người tu chân như vậy. Nhưng, lúc mới bắt đầu, Tây Môn Phong Vân là người luyện võ, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Tô Vô Kỵ, ông ta đã đặt chân đến cảnh giới võ thần lục địa. Năm đó, khi Tô Vô Kỵ đặt chân đến đỉnh phong, liền có được cả thiên hạ, nhà họ Tô ở Côn Luân, sở hữu 11 vị võ thần lục địa. Tây Môn Phong Vân cũng là một trong số đó, là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Tô Vô Kỵ. Thậm chí, Tô Vô Kỵ còn đem chính công pháp tu chân mà mình có được, truyền hết cho Tây Môn Phong Vân. Nói chính xác hơn, Tây Môn Phong Vân có thể coi như là đệ tử duy nhất của Tô Vô Kỵ. Bởi vì, Tô Vô Kỵ chỉ đem công pháp tu chân, truyền cho một mình Tây Môn Phong Vân. Nhưng Tây Môn Phong Vân lại không chọn tu luyện, ông ta tiếc chân khí hùng mạnh kinh khủng của mình. Nhưng khoảng 50 năm trước, ông ta đã nhận ra hệ thống luyện võ không cách nào thăng cấp được nữa. Thế là, Tây Môn Phong Vân liền bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy mình, sau đó ông ta tự phế đi chân khí, đổi thành tu chân. Trước đó Tô Thần Binh có nhắc tới, trong núi Côn Luân, chứa mấy chục vạn viên đá năng lượng. Cho nên, Tây Môn Phong Vân không thiếu linh khí,
Sau 50 năm đó, bây giờ ông ta đã là trúc cơ đỉnh phong rồi. Dựa vào thiên phú của ông ta, nếu không phải vì thiên đạo hạn chế, thì đã bước vào cảnh giới kết đan từ lâu rồi. Tây Môn Phong Vân biết mình không cách nào chống lại, ông ta cũng không muốn rời khỏi trái đất, đi đến chỗ từng đi qua, vì vậy liền áp chế cảnh giới, không đột phá lên nữa. Trúc cơ đỉnh phong, chính là cảnh giới của Tây Môn Phong Vân. Vừa mới trúc cơ, đã có thể chống lại được võ thần lục địa, thực lực của Tây Môn Phong Vân, dường như có thể tiêu diệt cả võ thần lục địa. Cho nên, ông ta cũng không để trụ cột của nhà họ Tô trong lòng, định ra tay hạ gục Tô Thương. Nhưng bây giờ, cảm thấy ánh mắt của Ali, trong lòng Tây Môn Phong Vân bỗng nhiên sinh ra sự kiêng dè. Tây Môn Phong Vân, tôi đã nhắc nhở ông rồi, không nên làm khó Tô Thương, nếu không sẽ đối đầu với núi Cửu Phong đấy. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết thấy Tây Môn Phong Vân muốn ra tay, liền uy hiếp một lần nữa. Ha ha, tôi cũng đã nói rồi, cô không ngăn cản được tôi đâu. Tây Môn Phong Vân cười lạnh lùng. Vậy thì thêm cả tôi nữa. Đúng lúc này, người đàn ông cao to tên Trương Thiên Lôi đứng lên, tấm da thú thì khoác ở trên vai, vẻ mặt khó coi nói. Trương Thiên Lôi, liên quan gì đến ông à? Tây Môn Phong Vân cau mày nói. Hừ. Trương Thiên Lôi lạnh lùng hừ một tiếng, nói tiếp, đại hội võ thuật trăm phái đang diễn ra, tôi từng nói, nếu ông gây rối, tôi sẽ không khách sáo với ông rồi còn gì. Không khách sáo với tôi sao? Tây Môn Phong Vân lạnh lùng cười nói, đúng là nực cười, ông đã từng xem trọng tôi chưa? Tây Môn Phong Vân. Lúc này, Thạch Hạo Hán cũng đứng lên, trầm giọng nói, hôm nay, ông đừng nghĩ sẽ giết được Tô Thương. Thạch Hạo Hán. Tây Môn Phong Vân lạnh lùng nói, ha ha, cuối cùng ông cũng không nhịn được tôi nữa rồi đúng không, xem ra trong lòng ông vẫn quý đứa cháu này lắm nhỉ. Cái con khỉ nhà ông ý. Thạch Hạo Hán khinh thường nói, sự sống chết của Tô Thương tôi không quan tâm, nhưng bất kỳ ai cũng không được gây rối ở đại hội võ thuật trăm phái. Sau khi kết thúc, ông có dùng ngàn dao xuyên vào người nó, tôi cũng không thèm ngăn cản. Ha ha, Thạch Hạo Hán, ông nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Tây Môn Phong Vân lạnh lùng cười nói, trước đó tôi đã đoán không sai, ông đã sớm biết thân phận của Tô Thương, lại cố gắng giấu giếm, giờ còn mạnh miệng sao? Hừ, ông thích nói thế nào thì nói. Sau khi Thạch Hạo Hán đứng dậy, cũng không hề ngồi xuống, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn bảo vệ Tô Thương. Còn những người khác, thì không có tỏ thái độ gì, sư trụ trì Viên Thông của núi Bồ Đề thì nhắm mắt tụng kinh, giả vờ không biết chuyện xảy ra ở hiện trường. Khoảng vài giây sau, Vương Trọng Vân môn chủ của Thiên Cơ Môn ở núi Võ đang đứng lên. Anh Phong Vân. Vương Trọng Vân khẽ cười nói, anh Thạch nói không sai, ân oán của anh và nhà họ Tô, đợi sau đại hội võ thuật trăm phái rồi giải quyết, còn trong khi đại hội đang diễn ra, thì anh không được giết cậu ta. Ánh mắt của Tây Môn Phong Vân, nhìn Thiên Sơn Tuyết, Thạch Hạo Hán, Vương Trọng Vân từng người một, cuối cùng lại nhìn sang phía Ali. T. Tạm thời nhún nhường, Tây Môn Phong Vân cười cười nói, vậy thì được, sau trận đấu sẽ giải quyết, chắc chắn phải để lại thể diện cho núi Võ Đang mới được. Tô Thương, cậu may mắn phết đấy, vừa nhặt về được một mạng, vừa rồi còn chống cự với sự tấn công của những người dự thi kia, chắc cậu cũng giống với người anh em Vương Phú Quý của cậu, cũng đặt chân đến luyện khí tầng thứ 9 chứ gì. Tây Môn Phong Vân chăm chú nhìn Tô Thương, cười giễu cợt nói, thực lực như vậy, cũng không phải là yếu. Nhưng đáng tiếc, đại hội võ thuật trăm phái lần này chắc chắn sẽ phải thua thôi, không thắng được đâu. Tây Môn Phong Vân, đừng nói chắc chắn như thế chứ. Tô Thương tiếp nhận ánh mắt của Tây Môn Phong Vân, khiêu khích cười nói, đại hội võ thuật trăm phái lần này, tôi không chỉ muốn thắng thôi đâu, nếu có thời cơ, tôi sẽ giết sạch hết người tham gia dự thi của gia tộc Tây Môn của ông còn sót lại trên lôi đài, Tây Môn Long Ngâm, Tây Môn Hổ Tiếu gì đó, tôi muốn chúng nó chết không toàn thây. Ha ha! Cậu thanh niên, cậu cương quyết bướng thật đấy. Tây Môn Phong Vân lắc đầu cười cười, sau đó liền ngồi ở trên ghế, không muốn nói gì thêm nữa. Thiên Sơn Tuyết và Thạch Hạo Hãn thấy vậy, cũng ngồi xuống. Nhưng, Vương Trọng Vân lại nhìn về phía Tô Thương, khẽ cười nói, xin chào, Tô Thiếu Gia. Thái độ của đối phương rất tốt, Tô Thương liền gật đầu. Tự giới thiệu bản thân chút. Tôi là môn chủ của Thiên Cơ Môn ở núi Võ Đang,
tôi tên là Vương Trọng Vân. Vương Trọng Vân cười nói. Môn chủ. Hai mắt Tô Dương bỗng sáng rực lên, hỏi dò, ông chính là người tiên đoán tiên cơ, đã kết luận sau đại hội võ thuật trăm phái năm nay, cục diện giới luyện võ sẽ xảy ra sự chuyển biến lớn phải không? Không phải. Vương Trọng Vân lắc đầu nói, Tô thiếu gia, người đoán được cái này, là môn chủ đời trước của Thiên Cơ Môn, chính là sư tổ của tôi. Bây giờ ông ấy, đang đi ngao du bốn bể, không biết đang ở đâu nữa. Nhưng hình như ông ấy đã đoán được người đời sau của nhà họ Tô sẽ tham gia đại hội võ thuật trăm phái, nên trước khi đi, còn để lại một bức thư, đặc biệt dặn dò, nhất định phải đích thân đón tiếp người đời sau của nhà họ Tô. Vương Trọng Vân vừa cười vừa nói rất vui mừng, Tô thiếu gia, trận đấu này đã kết thúc, không biết cậu có thời gian, theo tôi đến mật thất của võ đang một chuyến được không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.